Bà Trương là tổng giám đốc một đại xí si nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công nhân, sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức ấm êm hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường thì họ lại bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói, trong lòng cha mẹ nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi, thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm, Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành xa suốt. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè, có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ ngày nọ bà trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa thằng cường liền nổi quạo không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha khiến cho ông bị thương mắc phải bà trương giận quá cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm lúc đó tôi gặp bà trương thấy mặt mày bà tiều tụy mắt đỏ hoe buồn rầu than Rốt cuộc là nguyên nhân gì Đã khiến cho cái thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó Đem thức ngon đồ bổ đến cho Mà nó cũng không màng đón nhận Lại còn ra tay đánh cha nữa Ngừng một lúc, bà tiếp Nó mê chơi game đến nỗi bỏ học Tính đến nay đã hơn nửa năm rồi vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp nhưng mà tất cả đều vô dụng trời ơi <laughs> nhìn bà trương đau khổ tuyệt vọng tôi rất cảm thông liền an ủi giải thích phải ôm lấy thống khổ chịu não phiền nung nấu như hôm nay tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra nguyên bà trương và chồng đời trước cùng là vợ chồng nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi Bà Trương thuở Đó, mang thân nam, là một ông địa chủ nổi danh. Tuy giàu, nhưng thuộc loài giàu mà bất nhân. Ông tự thị mình giàu, nên rất khinh người. Lúc đó, trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi. Cha mẹ nó, do thiếu nợ họ, vô phương đền trả, nên bất đắc dĩ, phải cho con đến nhà họ làm nô bọc trừ nợ. Hai vợ chồng, rất phiền bực cha mẹ thằng bé nên đã dùng nó để trút giận họ thường đánh đập mắng chửi đối xử với nó rất tệ ngày nọ thằng bé vô ý làm vỡ cái bình hoa quý khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ họ đánh nó một trận rồi trói tay trói chân nó lại đem bỏ ngoài đồng May là có một người hảo tâm đi ngang kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống từ đó thằng bé đã ôm hận oán nó thề sau này có cơ hội nhất định sẽ báo thù đòi lại nợ máu đời này nhân viên tụ hội thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi lăng nhục thậm tệ nay đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ trương nó đến là để đòi nợ một ngày không xa trong tương lai Đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi Bà Trương bật khóc thống thiết Chồng bà ngồi bên Vội an ủi Đừng khóc Đừng khóc nữa bà nó ơi Hèn gì Mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi Thì bắt đầu học hành xa xúc Chỉ mê chơi game trên mạng Còn phát tệ Đánh cha mắng mẹ à, Té ra do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác bất nhân với nó. Thế thì bây giờ, chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay, hai vị phải ăn chay Trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thổ xưa và quỳ tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho cường. Như vậy, may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay Ba tháng sau Bà Trương gọi điện tới Xúc động nói <laughs> Vô cùng cảm tạ ngài Phật Pháp thật quá thần kỳ Sau khi chúng tôi ăn chay Sám hối tụng kinh Hồi hướng cho cái thằng Cường rồi Thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại Hơn nữa cư xử với chúng tôi Ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều Có hôm nó còn tự động vào bếp Nấu cho chúng tôi ăn nữa đúng là quá giải quán kết quan gia chứ có hành theo phật pháp mới là tốt và hiệu quả nhất giải thích thêm những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác đa số thường than thật khó mà dạy dỗ con cái vì đời trước đa số chúng là kẻ bị hại đời này đến làm con để báo oán là phụ mẫu cần tin sâu nhân quả Không nên nhắm mắt Đánh đập con cái Mà phải sám hối những điều đã làm Đã tạo trong đời trước Thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình Phải vì con ăn chay Tụng kinh hồi hướng Cầu Phật lực nhiếp thọ Hóa giải Biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái Thành thiện duyên Tiếp theo Còn phải giáo dục con cái Hiếu dưỡng cha mẹ hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên, cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ, phải đoàn ác tu thiện, thân cận Phật Pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế, mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì, dù bị nghịch tử đến ở kề bên nhưng nếu có phúc duyên khéo thân cận phật pháp thì nghịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc nhờ vào sự học phật tu trì khiến đôi bên cùng được lợi toàn gia đồng hưởng pháp lạc biến phiền não thành bồ đề riêng những người làm con nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ thì phải hiểu là đồng nguyên nhân tương tự. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng, hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại, hay con thích, thì cha mẹ không đồng ý, chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán, cứ thế. Diễn tiến này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay, họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang đại lục, lên ngũ đại sơn bái Phật, thỉnh cầu hòa thượng diệu pháp, giải nghi cho họ, nghe họ kể lễ. Sư phụ mỉm cười, dịu dàng, hỏi hai đứa con trai. Hai con tính tinh nghịch, có ư chọc phá tổ kiến không vậy? Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói <laughs> Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến. Nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay. Có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống, sư phụ nói. Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, hòa thường quở. Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm. Vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nếu các con sớm sám hối tạo phúc siêng năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Thai phụ, tùng kinh địa tạng. Bốn năm trước tôi quen một cô gái tên Hải Ba là sinh viên, tính điềm đạm xinh đẹp, rất thông minh. Cô Nguyên Khoán ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tinh Phật. Đầu năm nay, Hải Ba có thai được bảy tháng. Cô kể tôi nghe, đứa con trong bụng cứ trồi đạp tứ tung, làm cô đau đớn, và hỏi tôi có cách gì giúp cô không? Tôi bảo cô nên tụng mỗi ngày một bộ kinh địa tạng, như thế liên tục suốt bảy ngày vừa có thể giúp tiêu trường nghiệp chướng đời trước, vừa giúp bình ổn nhân duyên quan nghiệp tiền kiếp giữa hai mẹ con. Ngoài ra, làm như vậy, lúc sinh nở sẽ dễ dàng, không bị thống khổ, mà đứa con sinh ra cũng được an lạc, dễ nuôi. Cho dù có lúc phát bệnh, thì cũng sẽ mau lành bệnh. Nếu như bây giờ, cô có thể bắt đầu ăn chay, thì càng tốt hơn nữa. Hải ba lại hỏi tôi trứng gà có ăn được không tôi nói trên thị trường hiện nay chuyện nuôi gà đẻ trứng nếu là trứng không trống thì cô có thể ăn hai tháng sau hải ba gọi điện cảm ơn tôi khoe là cô mới từ sản viện về nhà tất cả đều thuận lợi cô còn vui vẻ báo tin lúc tôi đề nghị cô tụng bảy bộ kinh địa tạng trong lòng cô đã thầm phát nguyện tụng bốn mươi chín bộ thật may nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ thì cô nhập viện. Hôm sau đi sinh con. Lúc sinh, bác sĩ kêu cô ráng sức. Lúc đó, cô muốn điểm danh hiệu quan thế âm Bồ Tát. Nhưng, cô mới vừa nghĩ vậy, thì đã nghe bác sĩ nói. Thấy đầu hài di rồi. Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mẫm mỉm, khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện 4 ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để cho bác sĩ mổ lấy con nhưng ai cũng hiểu sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể lại vừa hao tài thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi mười ngày sau hải ba gọi điện tới kể là hôm xuất viện về nhà đứa bé không hề khóc dù một chút nhưng ba ngày sau thì lại khóc hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay bú sữa cũng khóc, gì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi, cô có ăn thức gì khác hay không? Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chay không ăn thịt, nên rất tức giận, bà khăn khăn bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể. Vì vậy, cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui. Rồi cô than. Mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bảo, cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh địa tạng, thì nó đã tiêu nghiệp, lại tăng thêm huệ căng, cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn. Nếu như cô không có ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc. Hãy ba nói, mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà, vậy phải ứng phó ra sao đây? Tôi nói. Để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, cô có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày đều phải vì gà cá đó trì chú giảng sinh, hồi hướng công đức cho nó, làm giảm đi tâm quán hận, vì bị tàn hại giết ăn. Hải ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải ba nghĩ thầm. Thằng bé xem ra cũng biết thâm cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó. Thân mẫu hải ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng khi thấy bà nội đồi bồng là nó khóc còn bà ngoại đưa tay bồng, thì nó không khóc, khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ, khả ái, ngày một lớn khỏe, cả nhà, ai cũng mừng. Giải thích trong kinh địa tạng phẩm thứ sáu phật dạy về sau nơi có ta bà này nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái ngồi trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh địa tạng và niệm danh hiệu của bồ tát địa tạng đủ một ngàn biến thì đứa trẻ mới sinh ra đó được thoát khỏi tội đời trước nó từng gây ra và sẽ được an ổn vui vẻ dễ nuôi và sống lâu còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa. Ăn thịt, chướng ngại, thiện chung. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng, mà chiêu cảm nên. Bà kể, mình hồi nhỏ nhát gan, ngay có con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà, có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không? Bà kinh ngạc sững người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt, nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là, ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà, những con cua biển đó, Nhân vì thực khách đòi ăn, Nó mới bị bếp sư hấp chết. Ngài lại bảo, Những món này, Cho dù là khi mua, Bà thấy nó đã chết, Hay dù mua từ ngăn đông lạnh, Hoặc được người làm xong cho bà ăn chín. Nếu nói một cách nghiêm nhặt, Đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì, Nếu như người ăn bằng giảm thiểu, thì hành vi giết chóc cũng ít đi nói cho rốt ráo thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu liền khai thị tiếp có người sát sinh rất nhiều thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó thì bệnh lại phát ra nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng ngày ngày đều uống trong thời gian ngắn vẫn không sao nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu, thậm chí đến rượu bia cũng không uống được. Hệ uống là sai, đây chính là do mỗi cá nhân tửu lượng không đồng. Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu, mà người ta mặc tình tàn sát động vật và thèm ăn mỹ dị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm móng oán hận hòa tai nên nói bệnh tùng khẩu nhập là như vậy hòa thượng lại hỏi bà nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không dạ có bà lộ vẻ rất kinh hãi hai mắt nhìn hòa thượng trơn trối bà cất đó ở đâu hình như ở trên sân thượng ạ khi bà về mau lấy ra rửa sạch để ráo phàm là đồ cúng nếu không dùng cần bảo tồn xử lý cho ổn hoặc là chuyển tặng cho người đừng tùy tiện đặt để bừa bãi như vậy là không cung kính Hòa Thượng nói tha thiết. Tôi đã nhắc bà hai điều. Nếu như biết lỗi sám hối, Bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh, Thì nên dứt hẳn thịt cá, Ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật, Là tham dục chẳng đoạn, Tội lỗi không đoạn, Danh hiệu Phật, Nhà tâm khó thể tương ưng. Dù niệm hơn trăm năm, cũng khó về cực lạc. Tại Hồng Kông và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Tổ sư Đạt Ma, Tế Công tùy tiện bỏ ngoài ven lộ, làm thế là không cung kính. Xin hãy cẩn thận tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp, đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát, chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiền căn tạo phúc đức nhân duyên sâu, mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong dân thế, nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất, vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc. Đọc, Đọc nhiều, nhiều kinh, kinh Phật, Phật, tăng, tăng trí, trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo, bà bị bệnh tim ba bốn năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt, lúc xấu, sau đó nhờ người giới thiệu kể là Sư phụ giảng giải Phật lý rất hay Nếu tin theo không ăn thịt sát sanh Hàng ngày niệm Phật và làm thiện Thì có thể khiến cho tim khỏe lại Thế là bà vội quy y Phật môn Nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành Sư phụ mỉm cười hỏi bà Đạo hữu không có ăn chay à? Thưa con ăn chay Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua, nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn, và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi. Ôi sư phụ! cá tôm cua Bà cũng thích là thịt sao con vẫn nghĩ là mình đã ăn chay đó sư phụ nói cá tôm cua nếu không phải thịt thì bà cho là gì là rau cải à đệ tử phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành hẹ tỏi bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống có máu thịt mà cá tôm cua là động vật chúng vẫn có mạng sống bà phải dứt ăn mặn ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được dạ vâng thưa sư phụ từ giờ con sẽ bắt đầu lại con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá tôm cua bà hồ nói sư phụ lại khai thị đệ tử phật không những tự mình giữ giới xác dứt hẳn ăn thịt không uống rượu không hút thuốc cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy bởi vì luôn bán rượu thuốc thịt cho người dùng ăn là phạm tội giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút thì lỗi cũng đồng vậy Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau, không những tự mình ăn chay mà nhất quyết sẽ chẳng suối người đi ăn đồ mặn nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được, bèn góp lời. Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không? Bà ngẩn người một chút, rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng, phát biểu. Ôi chào, thật thư thái lắm ạ. À. Đã rất lâu rồi, tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người tin thờ Phật, ăn chay không dững, chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ, tâm kinh, kinh địa tạng, pháp bảo đàn, và kinh lương hoàng xám, vân vân Còn có kinh lăng nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngủ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó, các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ. Thân phù cầu siêu độ Có vị bác sĩ họ hoàng, đột nhiên mắc bệnh rất lạ, thấy trời vừa tối là hai mắt của ông đứng trồng, không nói năng, không ngủ ghê gì, mà còn tay đắm chân đá. Như trời vừa sáng, thì ông trở lại bình thường. Nghe nói, từ hồi phát bệnh đến giờ, đã có sáu bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi sau đó vợ bác sĩ hoàng được lý giáo sư nhiệt tâm giới thiệu nên bà định đến cầu hòa thượng xem bệnh giùm cho bà hoàng kể chồng mình ngay cả khiết công cũng không tin vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín sau đó khi về nhà bà hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng tử nào dè bác bác sĩ hoàng sáng lên cuốn quyết hỏi bà nói hòa thượng đó tên gì khi nghe nói đến mấy từ hòa thượng diệu pháp thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi nằng nặc đòi liên lạc với giáo sư lý cho bằng được còn ngỏ ý muốn bái hòa thượng làm thầy mấy ngày sau tôi cùng giáo sư lý vợ chồng bác sĩ hoàng lên xe đến ngũ đài sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối nhân vì tôi đề nghị phải gọi điện trước, nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ hỏi bác sĩ Hoàng. Phụ thân của ông còn hay mất? Bà Hoàng đáp thay cho chồng. Dạ, mất đã gần hai năm. Sư phụ nói. Ông có hai người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất. Lúc này, do trời đã tối, nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng trồng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay. Dạ sư phụ, ngài nói rất đúng, hai người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành. Từ nhỏ, ba chồng con thương anh ấy nhất. Hòa thượng giải thích. Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ cổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình nên từng báo mộng cho y nhưng y không tin vì vậy để thoát ly khổ ải ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách Dựa xác con để ép đó đến cửa phật cầu cứu giúp các vị xem hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không lúc này mọi người quay sang nhìn bác sĩ hoàng thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường. Sư phụ lại nói tiếp. Đợi một chút. Trước tiên, các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái Phật. Hôm sau, sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện địa tạng phương. Đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư Tăng, phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc. Đột nhiên bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng vẻ mặt kiên quyết, nài nỉ. Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con. Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng, mỉm cười bảo. Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật vôn. Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích, đệ tử tại gia là thế nào rồi, thì bà mới thở phào nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cung vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái Phật. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đại khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ, bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay, bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương bình, mặt ông tươi lên, hướng hở, bảo. Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha. Vì bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo. Mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn như hiện nay thai nhi ưa nghe kinh địa tạng trần nữ sĩ là láng giềng của tôi vừa rồi tâm sự con gái tôi có thai hơn 7 tháng gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn tôi bảo bà suy theo pháp lý phật thì đứa con trong bụng là nhiệt duyên tìm tới đòi nợ hành hạ đây cũng có thể là cho nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay, thai phụ nên ngưng ăn thịt, tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn. Bà bảo cháu, hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh địa tạng thử xem. Chỉ cần cung kính nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt. Tôi còn nói thêm. Nếu như thai phụ kiên tâm trì tụng bảy hộ kinh địa tạng hồi hướng cho cháu, thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con. Còn nếu như tụng kinh địa tạng rồi mà không có hiệu quả, thì tôi sẽ để con gái của bà ăn thịt lại. Tiếp đến, tôi đưa bà cuốn kinh địa tạng để đem về cho con gái Tùng. Hôm sau, Trần Nữ Sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói, Dạ, đêm qua, tôi về nhà đem lời tiên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh địa tạng. Tụng xong thì thấy thai nhi để yên không đánh đấm nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần nữ sĩ lại tán tháng nói. Phật Pháp thật quá linh nghiệm. Giá như con gái tôi được mách bảo sớm một chút. Ngày thường biết tụng kinh, thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Không bao lâu, con gái Trần Nữ Sĩ sinh ra một bé trai khả ái. Lúc sinh nở, hầu như không bị đau đớn. Suốt một tháng ở cử, mỗi ngày cháu đều tụng một bộ kinh địa tạng. Trước đây, sản phụ ưa ăn mặn, nhưng kỳ quái là bây giờ hãy nghe đến thịt là rất ghét. Trần Nữ Sĩ hỏi tôi, nguyên nhân vì sao? Tôi bảo, Nghe mùi thịt rất không ưa, đó là nhờ công đức tụng kinh nên thân tâm được định quá, khiến Phật tính vốn có tự hiện lộ, không còn muốn tiếp thọ thức ăn máu thịt của chúng sinh. Con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả, thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước. Bình tùng khẩu nhập, nếu muốn không bị bệnh, trong tâm phải thanh tịnh. Chúng sanh đều có tình, quý mạng phải hồ, hồ sinh. sinh lý nữ sĩ từ đài loan sang thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp mẹ chồng con thân không có bệnh gì chỉ là mỗi khi ra đường chưa được trăm mét thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện đài loan và mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh xin sư phụ khai thị mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không? Dạ đúng, thưa sư phụ. Ngài làm sao mà biết được? Mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được. Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật, dần dần bệnh sẽ lành. Nữ sĩ nói, vì sao lại không thể ăn giò heo? Sư phụ giải thích Nhân thế nào Quả thế ấy Người ưa ăn ngư nhãn Tức là con ngươi của cá Thì hay bị bệnh mắt Người khoái nhai cổ gà Thì xương cổ của họ Sẽ có vấn đề Người mê ăn lòng heo Sẽ đau bao tử Đừng có ngu si một bề tin theo thuyết Ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại. Chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi. Thai Nhi nghe kinh Giải oán hường Chàng trai mạnh vĩ và cô gái trung hồng là đôi tình dân có đồng tín ngưỡng Phật. Sau khi kết hôn, cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh trì giới tu hành. Là gia đình Phật hóa gương mẫu, họ sống rất hạnh phúc, khiến các bạn đồng tu phải hâm mộ ước ao. Bạn gái trung hồng là Lan, sắp xỉ tuổi nàng, đã kết hôn trước. Trong thời kỳ mang thai, cũng nhờ Lan chí thành tụng kinh địa tạng, kinh phổ môn, khuyên ngăn gia đình không nên sát sinh, giết vật cho nàng tẩm bổ. Nhờ vậy mà vợ chồng Lan cứ nối tiếp sinh ra những đứa con cưng xinh đẹp, đáng yêu. Những đứa bé nhờ ba mẹ tụng kinh mà sinh ra thường có chung một đặc điểm là rất thông minh, xinh xắn, linh hoạt, hay cười và ít khóc, chẳng làm rộn ba mẹ. Khi trung học mang thai, vì thương con hai vợ chồng bắt đầu tùng kinh địa tạng, hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé thiền căn sâu dày, xinh đẹp, ưng ý. Trong thời kỳ có mang, cái thai trong bụng chung hồng thường phản ứng mạnh bạo. bé hành mẹ rất dữ, khiến nàng hay buồn nôn, bực bội, bị xương phù, xương thần kinh tọa bị đau, ăn không ngon, đêm chẳng ngủ an. Tóm lại, nàng nếm mùi đau khổ nhiều hơn những thai phụ khác. Chỉ có điều khiến cho cả nhà thấy an ủi. Là buổi tối trước khi lâm bồn, sau khi khám thai lần chót, thấy tim thai, tất cả đều bình thường. Bác sĩ dự tính ngày sinh sẽ đúng vào mùng một Tết. Đây là ngày khiến toàn gia càng hoan hỷ. Đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy vui vẻ đoàn tụ, tiếng pháo nổ tròn tan, đứa bé trong bụng chung hồng cũng khua chân múa tai đánh đấm lung tung. Mẹ chồng Trung Hồng nói. Đứa bé này cậu bộ rất nôn nóng muốn ra chơi pháo đây. Câu nói đùa của bà khiến ai nấy cười xòa. Nhưng thế sự vô thường. Tới ngày sinh mới biết đứa bé do bị cuốn rốn quấn quanh cổ mà chết. Chết ngay trong đêm giao thừa, chết sau lần cử động mạnh cuối cùng. Trong khi tất cả mọi người đều hân hoan nô nức ngóng trong chờ đợi bé ra đời tên dữ này đúng là sấm nổ giữa trời quang không những khiến vợ chồng trung hồng bất ngờ và đau khổ tột độ mà cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc và thắc mắc không sao hiểu nổi sáng hôm đó khi trung hồng nhập viện chờ sinh và nhận được hung tin thai đã chết đêm qua tôi cũng sốc đến quên bén luôn đó là mùng một năm mới khi nhìn cảnh một người cha trẻ tuổi đứng chờ trước phòng sinh nhưng chàng biết mình vĩnh viễn không còn được nghe tiếng khóc chào đời của con thơ một người mẹ trẻ đợi lâm buồn nhưng cô biết rõ mình không còn dịp để sờ vào thân thể nóng ấm đầy sức sống của con nữa lúc đó quả thực tôi nghĩ không ra lời lẽ nào trong dân quả để mà an ủi họ trước tình cảnh này tôi nghĩ gì cũng không thông tại sao trời cứ khăng khăng bắt hai vị phật tử chí thành phải mang lấy họa lớn mất con. Điều này không những khiến cho cha mẹ hai bên mất đi lòng tin Phật, mà thân quyến họ còn được thể hung hăng, một mực chỉ trích mạnh vĩ và trung hồng. Quá mê tín Phật giáo, có khả năng hai vợ chồng họ sẽ thối thức đạo tâm. Do vậy, dù đang ở trước sản phòng, tôi vẫn gọi điện kể cho Hòa Thượng Diệu Pháp nghe hết mọi sự. Thật là ngoài sức tưởng tượng, Sư phụ nghe xong, không nói nửa câu thương tiếc hay chia buồn. Lần thay, lần thay. Ngài còn sai tôi, đi tìm Mạnh Vĩ hỏi ngay là, có phải hồi xưa ông nội anh hành nghề đồ tể, và giết rất nhiều heo, sư phụ còn giải thích cho tôi nghe. Thái Nhi lần này, chính thực là quan gia, quán cừu, quyết lòng tới đòi nợ họ. Mà lại nói, vì vậy mà kể từ lúc thần thức vừa nhập thai, Ngày nào nó cũng hành hạ sản phụ, khiến cả nhà không được phút giây an ổn. Thế nhưng nhờ hai vợ chồng Mạnh Dĩ, Chung Hồng thành tâm sớm tối niệm Phật, tụng kinh, nên thai nhi dần dần tiếp thọ Phật pháp. Huống nữa cha mẹ đã vì thai nhi mà tụng kinh Địa Tạng, mà kinh này chuyên giúp tiêu trừ nghiệp chướng tiền kiên Giờ vậy mà trong suốt gần 10 tháng nghe kinh, thai nhi đã thực sự được lợi ích. Do nghiệp chứng tiêu trừ và lòng nó cũng tiêu luôn niềm oán thù sân hận đối với ông nội mạnh dĩ. Tiêu tan hẳn ý niệm muốn tìm con cháu hiện tại của ông mà báo thù. Hiện tại dông hồn thai nhi đã siêu thăng lên thiên giới tu hành rồi. Nó chẳng còn quay lại thế gian để tìm kẻ thù báo oán làm chi nữa tôi liền hỏi sư phụ vậy thì vì sao thai nhi lúc sắp sinh mới chết có hai lý do một mẹ con duyên phận chưa tận hai thai nhi ưa nghe kinh thính pháp vì vậy mà nó một mực kiên trì đến phút cuối mới chịu lìa xa nói ngược lại nếu như vợ chồng họ không tin phật chẳng chí thành niệm Phật tụng kinh, thì đứa bé này nhất định sẽ chẳng thể chết đi, nó sẽ sinh ra thuận lợi, nhưng mà toàn gia bọn họ sẽ tùy theo tuổi tác trưởng thành của đứa bé, mà phiền não ngày càng tăng. Cuối cùng, dòng họ mạnh sẽ lâm vào cảnh gia phá nhân vong sẽ bị quỷ diệt hoàn toàn trong tay đứa bé này. Bởi vậy, khi thầy nhi chết ai nhìn vào cũng tưởng là bất hạnh toàn gia ôm cổ đau thống thiết nhưng thực sự các vị đang được hưởng phúc tiêu tai họa đó đây chính là điều đáng chúc mừng tôi nghe sư phụ giảng giải xong tinh thần phấn chấn hẳn lên may đen nghi ngờ tiêu tan tôi lập tức đến chỗ mạnh vĩ đang chìm đắm trong niềm bi thống xác minh ngay mọi điều. Sư phụ vừa kêu tôi hỏi, Thế ra tất cả đều đúng y như vậy. Mạnh vĩ nhìn giận ông nội chàng thuở sinh tiền, chuyên sống bằng nghề đồ tể giết heo. Trước lúc chết, ông còn phát bệnh rất kỳ quái. Không những ra lệnh, kêu người phải treo ông lên, không ngừng dùng chùy đánh vào ông. Ông nói có làm như vậy, thì ông mới thấy thoải mái. Ông chết rất thống khổ, không những ọc máu tươi, mà ánh mắt cực kỳ hung dữ. Xưa nay Mạnh Vĩ không bao giờ nhắc đến việc tổ phụ Lâm Trung thê thảm cho người ngoài nghe. Rồi Mạnh Vĩ kể chuyện về ông Hùng, một người bạn của ông nội chàng, làm nghề đồ tể mổ bò, mỗi ngày giết mấy con. Ông Hùng nhờ nghề này mà giàu có. Một hôm, ông Hùng đi chơi về. Vừa vào nhà nằm nghỉ thì bỗng than tức ngực, khó thở. Lát sau, vợ ông vào thăm, thấy ông nằm bất động trên giường, lây không tỉnh, gọi không đáp, bèn mời bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến, thì thấy ông Hùng rống lên đau đớn, âm thanh giống như tiếng bò bị đập đầu. Tiếp theo, toàn thân co giật ghê rợn, rồi học máu chết. Ông chết cả buổi rồi, máu tươi vẫn còn ứa ra từ miệng. Nhìn cảnh này, ai cũng thất kinh. Con cháu ông Hùng nghe lời phụ thân chàng khuyên. Bèn dẹp lò mổ, không theo nghề sát sinh nữa. Mạnh vị kể, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc của những người làm nghề giết mổ gia súc, và thấy rằng, đa số họ, dù chết trẻ hay chết già, đều chết rất thảm, và trước khi chết, miệng luôn ọc máu tươi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chàng nhất tâm học Phật. Tất cả chú bác và các cô của Mạnh Vĩ đều bị bệnh tật triền biên. Cha chàng bị đau, xương sống, xương sụn, đều nhức nhối. Bác chàng thì bị bán thân bất toại nằm liệt trên giường mười năm nay. Đến đời Mạnh Vĩ, anh của chàng chưa đầy bốn mươi thì bị bệnh thần kinh, suốt ngày luôn nghi ngờ người ta nói xấu sau lưng mình anh không thể làm việc được. Còn Mạnh Vĩ và chị gái lúc nào cũng bị đau cuộc sống. Chị chàng còn phải mổ, nhưng trị không lành được. Hòa Thượng Diệu Pháp còn nói, nếu như chẳng phải nhờ Mạnh Vĩ chuyên ăn chay, học Phật, tu tập, thì chàng cũng khó thể kết hôn, bởi do gia đình nghiệp sát quá sâu nặng, số phận đã định là con cháu phải bình hoàng, lụn bại. Bài Pháp Ngữ hòa thường diệu pháp vừa ban bố giống như trận mưa xuất hiện kịp thời dưới tắt ngấm ngọn lửa tà đang thiêu đốt nung nấu tâm can mọi người giải trừ hết mọi nghi hoặc đang có trong lòng họ nhất là vợ chồng mạnh vĩ trung hồng họ đã chuyển buồn thành vui hai vợ chồng bây giờ học phật tập tu càng thêm dũng mãnh tinh tiến tôi tin họ chí thành như thế chư phật bồ tát cũng sẽ gia trì cho họ sớm sinh quý tử báo ứng không ngờ năm năm trước hạ tiên sinh hơn 40 tuổi con trai ông là cún được 12 tuổi ngay từ nhỏ cún đã hết sức ương bướng sau khi cho đi học không những nó ham chơi chẳng chịu học hành ưa đánh nhau lại thường xuyên trốn học cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cún quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái hạ tiên sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đồi nợ. Cô muốn giờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh bình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp hòa thượng, diệu Pháp cầu cứu. Cũng hy vọng anh Bình thấy ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa thượng chăm chú nhìn ông Hạ, và hỏi. Ngày xưa, anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á. Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy, anh khoảng chừng hai mươi tuổi. Hà tiên sinh nhớ lại chuyện thuở xưa, và nói. À, hồi đó con làm ruộng, tại dùng hát Long Giang do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào nên lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh đó. tụi nó thì bắt và giết chết con chó phần của con á chỉ phụ tá thôi giúp á lột da mổ bụng làm thịt giùm thôi à anh có ăn một chén thịt nữa mà dạ đương nhiên là vậy rồi con đã phụ mà không lẽ không ăn cho đỡ thèm anh đã lột da lại còn mổ bụng xẻ thịt chó làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hà đầy bất bình, tức tối nói. Ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó, mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao là nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó, sư phụ giải thích chuyện đến nay đã hơn hai mươi năm có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ phàm những kẻ tham dự việc bắt chó giết ăn sớm muộn gì đều phải trả báo hết còn như ai trả báo trước ai bị báo sau chuyện này không nhất định bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau nên thời gian trả báo cũng có sớm muộn chẳng đồng người có phúc báo lớn một chút thì đời này đời sau cũng chưa thọ báo đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa phúc hết thì họ mới trả báo điều này vốn không nhất định mà hòa thường thở dài cố sức nhắc nhở ông hạ ôi ta biết anh không tin những gì ta nói hôm nay anh đến đây cũng là cùng phật có duyên ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe còn số mệnh anh số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh tất cả đều có thể chuyển đổi được ngừng một chút hòa thượng tha thiết nói nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó hàng ngày chịu khó tụng kinh phổ môn quan thế âm bồ tát hồi hướng công đức cho con chó đó đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con thì con anh sẽ thay đổi tốt đó anh nếu càng chân thành thì con của anh thay đổi càng nhanh nói ngược lại nếu như anh không thể làm theo lời ta đợi đến lúc con anh mười bảy tuổi nhà anh sẽ phát sinh việc lớn và sau đó anh có thể tạo họa xa vào lao ngục ngàn vạn lần chớ nên khinh thường hạ tiên sinh nghe xong không nói gì mặt sù xuống hiện lộ vẻ không tin anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của hòa thượng thời gian qua như tên bay chớp mắt con trai ông hạ đã 17 tuổi trong quá khứ suốt mấy năm ở trường học hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi đẩy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. Năm năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được an mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gỗ, dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cuốn bây giờ, cao một mét tám, huyết khí bừng bừng. Vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng là nó chạy tới giữ chân cha lại, vật ông té nhào. Nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngớt đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng, ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó, còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. Năm năm trước nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy, thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cún. Nhân chuyện này, tôi thắc mắc hỏi. Bạch Hòa Thượng, xin ngài hay giải thích, vì sao mang thân chó? con người được tôn là loài chí linh trong dạng vật biết may đồ mặt, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người cứ hành động phi pháp trái đạo luôn mưu hại kẻ khác đánh mất nhân phẩm thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt làm kiếp thú Mỹ, mỹ nữ và thổ phỉ Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại Tìm đến cầu kiến hòa thượng Diệu Pháp Cô ta tự giới thiệu về mình Thưa ngài, con là luật sư Vừa rồi, con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ Của một thiếu phụ họ triệu Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang Nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là, chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp lý tiên sinh, tức là chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa. Chỉ thấy chồng nàng, nhan diện rất hiền lương phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ, như cô ta tả. Sau khi chúng con kể cho ông nghe, cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ dùm. Ông nói, ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà, tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác nếu như mà ly hôn ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc sau đó ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì thú thật là sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng toàn thế lực sư đoàn chúng con đều chấn động kinh ngạc không dứt chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ. Rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà, bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là, không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép, đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ Mỹ Lệ đó, vì sao mà có số mệnh lông đông trớ trêu như vậy? nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý Thiên Sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Hòa là đôi bạn thanh mai trúc mã, suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác ngày càng một tăng, mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn du nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung, thì ông Lý cầu hôn cô Triệu, nào ngờ, nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi, ông Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phù thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô triệu 14 tuổi, thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. mẫu thân nàng chủ biết cũng đành bấm bụng chiều vậy, để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm chồng, mãi tận đến nay. Ông lý nghe xong, thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. phù thân ông lý kinh doanh hãng giày gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triều bị bố dượng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triều qua Canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai nên đồng ý cho họ được như quyền. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba con trai của họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuột rồi thì phát hiện nó bị giết chết bỏ thay ngoài đồng đội cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động thống khổ đến tận cùng nhất là cô triệu đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi tinh thần khó hồi phục nhưng hòa vô đơn chí năm sau toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc một buổi tối năm thứ ba lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì trước cổng đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại từ trên xe nhảy xuống sáu tên thủ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm chúng không nói năng gì bắt hai vợ chồng dán kính mồm điện và trói lại. Sau đó, chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là, bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Để luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng. Bạch sư phụ, cô triều ký trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được, một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy khó mà không oán trách trời già bất công lúc này hòa thượng thở dài nói à, cô gái đó kiếp trước là nam nhân gia cảnh bần cùng cha mẹ mất sớm từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cướp đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ đánh người cướp nhà bắt phụ nữ hiếp dâm không ác nào mà không làm có một lần hắn đi cướp trong thôn nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ hắn liền bắt trói chồng nàng cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng liên tục mấy năm sau hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn đành cắn răng chịu nhục mà sống đến đời này thụ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ triệu người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục nay đã chuyện thế đầu thai tìm kẻ thù báo oán đến như con cô triệu bị giết hàng hóa bị cướp cô bị các tên lưu manh làm nhục luân phiên hãm hiếp tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô vì vậy mới có câu muốn biết nhân đời trước nhìn quả thọ đời này muốn biết quả đời sau nhìn nhân gieo đời này bởi vì lưới trời tuy lồng lộng Nhưng một sợi lông cũng khó thoát Cho dù hiện đời Kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt Thì cũng không trốn được luật nhân quả Phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo trong Kinh Phật thường nói, Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, Cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn đời những điều đã tạo ra không hề mất điều này khuyên răng chúng ta phải hết sức cẩn thận các điều ác chớ làm xuyên làm các điều lành nghe hòa thượng diệu pháp nói không ai là chẳng tin phục mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai lúc này có người thắc mắc hỏi sư phụ cô triệu đời trước á làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dẫy đầy. Đời nay vì sao có thể gặp được người dòng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? Mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng, chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn ghế. Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc Chứng kiến cảnh này, hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé, mình cũng từng khốn khổ như thế, do vậy mà thông cảm xót thương. Hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ, vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp, nói: "Nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn, đóng gông bỏ tù." tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn đưa cho thiếu niên một số tiền lớn dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ vĩ dập đầu tạ ân cảm kích đến rơi lệ phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô triệu vì lý do này mà bất kể cô triệu gặp hoạn nạn như thế nào thậm chí có yêu cầu ly hôn anh lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người sư phụ nói tiếp người ta bình thường không biết phật pháp không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình nên cứ mê lầm tạo tội cảnh phát theo tâm nếu như cô triệu có thể tiếp nhận phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời có thể giải quyết tận gốc đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh nếu như cô triệu có thể đến chùa học phật pháp thọ giữ ngũ giới hành thập thiện hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại xuyên hành trì như vậy bền bỉ thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ vì sau mệnh giận có thể chuyển tốt nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ một người đều thở ra nhẹ nhõm tin rằng cô triều đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân bà Trương là tổng giám đốc một đại xí si nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công dân. Sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức, ấm êm, hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường, thì họ lại bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói. Trong lòng cha mẹ nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi, thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm, Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành xa suốt. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè, có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ ngày nọ bà trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa thằng cường liền nổi quạo không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha khiến cho ông bị thương mắc phải bà trương giận quá cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm lúc đó tôi gặp bà trương thấy mặt mày bà tiều tụy mắt đỏ hoe buồn rầu than. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc, bà tiếp, nó mê chơi game đến nỗi bỏ học tính đến nay đã hơn nửa năm rồi. Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp nhưng mà tất cả đều vô dụng trời ơi <laughs> nhìn bà trương đau khổ tuyệt vọng tôi rất cảm thông liền an ủi giải thích phải ôm lấy thống khổ chịu não phiền nung nấu như hôm nay tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra nguyên bà trương và chồng đời trước cùng là vợ chồng nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi bà Trương thuở Đó mang thân nam là một ông địa chủ nổi danh tuy giàu nhưng thuộc loài giàu mà bất nhân ông tự thị mình giàu nên rất khinh người lúc đó trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi cha mẹ nó do thiếu nợ họ vô phương đền trả nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bọc trừ nợ hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé nên đã dùng nó để trút giận họ thường đánh đập mắng chửi đối xử với nó rất tệ ngày nọ thằng bé vô ý làm vỡ cái bình hoa quý khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ họ đánh nó một trận rồi trói tay trói chân nó lại đem bỏ ngoài đồng May là có một người hảo tâm đi ngang kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống từ đó thằng bé đã ôm hận oán nó thề sau này có cơ hội nhất định sẽ báo thù đòi lại nợ máu đời này nhân duyên tụ hội thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi lăn nhục thậm tệ nay đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ trương nó đến là để đòi nợ một ngày không xa trong tương lai Đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi Bà Trương bật khóc thống thiết Chồng bà ngồi bên Vội an ủi Đừng khóc Đừng khóc nữa bà nó ơi Hèn gì Mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi Thì bắt đầu học hành xa xúc Chỉ mê chơi game trên mạng Còn phát tệ Đánh cha mắng mẹ à, Té ra Do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác bất nhân với nó. Thế thì bây giờ, chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay, hai vị phải ăn chay Trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thổ xưa và quỳ tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho cường. Như vậy, may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng, và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay Ba tháng sau Bà Trương gọi điện tới Xúc động nói <laughs> Vô cùng cảm tạ ngài Phật Pháp thật quá thần kỳ Sau khi chúng tôi ăn chay Sám hối tụng kinh Hồi hướng cho cái thằng Cường rồi Thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại Hơn nữa cư xử với chúng tôi Ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều Có hôm nó còn tự động vào bếp Nấu cho chúng tôi ăn nữa đúng là quá giải quán kết quan gia chứ có hành theo phật pháp mới là tốt và hiệu quả nhất giải thích thêm những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác đa số thường than thật khó mà dạy dỗ con cái vì đời trước đa số chúng là kẻ bị hại đời này đến làm con để báo oán là phụ mẫu cần tin sâu nhân quả, không nên nhắm mắt đánh đập con cái mà phải sám hối những điều đã làm, đã tạo trong đời trước, thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình. phải vì con ăn chay, tụng kinh hồi hướng, cầu phật lực nhiếp thọ hóa giải biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái thành thiện duyên. tiếp theo còn phải giáo dục con cái hiếu dưỡng cha mẹ hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên, cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ, phải đoàn ác tu thiện, thân cận Phật Pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế, mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì, dù bị dịch tử đến ở kề bên nhưng nếu có phúc duyên khéo thân cận phật pháp thì dịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc nhờ vào sự học phật tu trì khiến đôi bên cùng được lợi toàn gia đồng hưởng pháp lạc biến phiền não thành bồ đề riêng những người làm con nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ thì phải hiểu là đồng nguyên nhân tương tự. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại hay con thích, thì cha mẹ không đồng ý, chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng. Mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán, cứ thế. Diễn tiến này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang đại lục, lên ngũ đại sơn bái Phật, thỉnh cầu hòa thượng diệu pháp giải nghi cho họ, nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai: "Hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến không vậy?" Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười, người mẹ nói: <laughs> <laughs> dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến. Nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay. Có cung điện cho kiến chúa, có danh trại quay nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống, sư phụ nói. Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai. Dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, hòa thường quở. Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nếu các con sớm sám hối tạo phúc siêng năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật. Như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho Lũ Kiến Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay Được rồi Các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật Cho nên Không được xem thường loài vật Không được tùy tiện làm hại chúng sinh Thai Phụ Tùng Kinh Địa Tạng Bốn năm trước tôi quen một cô gái tên Hải Ba là sinh viên, tính điềm đạm xinh đẹp, rất thông minh. Cô nguyên khoáng ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tinh Phật. Đầu năm nay, Hải Ba có thai được bảy tháng. Cô kể tôi nghe, đứa con trong bụng cứ trồi đạp tứ tung, làm cô đau đớn, và hỏi tôi có cách gì giúp cô không? Tôi bảo cô nên tụng mỗi ngày một bộ kinh địa tạng, như thế liên tục suốt bảy ngày, vừa có thể giúp tiêu trường diệp chướng đời trước vừa giúp bình ổn nhân duyên quan nghiệp tiền kiếp giữa hai mẹ con ngoài ra làm như vậy lúc sinh đỡ sẽ dễ dàng không bị thống khổ mà đứa con sinh ra cũng được an lạc dễ nuôi cho dù có lúc phát bệnh thì cũng sẽ mau lành bệnh nếu như bây giờ cô có thể bắt đầu ăn chay, thì càng tốt hơn nữa hải ba lại hỏi tôi trứng gà có ăn được không tôi nói trên thị trường hiện nay chuyện nuôi gà đẻ trứng nếu là trứng không trống thì cô có thể ăn hai tháng sau hải ba gọi điện cảm ơn tôi khoe là cô mới từ sản viện về nhà tất cả đều thuận lợi cô còn vui vẻ báo tin lúc tôi đề nghị cô tụng bảy bộ kinh địa tạng trong lòng cô đã thầm phát nguyện tụng bốn mươi chín bộ thật may Nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ thì cô nhập viện. Hôm sau đi sinh con. Lúc sinh, bác sĩ kêu cô ráng sức. Lúc đó cô muốn điểm danh hiệu quan thế âm Bồ Tát. Nhưng cô mới vừa nghĩ vậy thì đã nghe bác sĩ nói. Thấy đầu hài di rồi. Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mẫm mỉm, khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện 4 ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để cho bác sĩ mổ lấy con nhưng ai cũng hiểu sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể lại vừa hao tài thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi mười ngày sau hải ba gọi điện tới kể là hôm xuất viện về nhà đứa bé không hề khóc dù một chút nhưng ba ngày sau thì lại khóc hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay. Bú sữa cũng khóc, gì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi, cô có ăn thức gì khác hay không? Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chay không ăn thịt, nên rất tức giận, bà khăng khăng bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể. Vì vậy, cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui. Rồi cô than, Mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bảo, cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh địa tạng, thì nó đã tiêu nghiệp, lại tăng thêm quệ căn cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn. Nếu như cô không có ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc. Hãy ba nói. Mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà Vậy phải ứng phó ra sao đây? Tôi nói. Để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, cô có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày đều phải vì gà cá đó trì chú giảng sinh, hồi hướng công đức cho nó, làm giảm đi tâm quán hận vì bị tàn hại giết ăn. Hải ba, bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải ba nghĩ thầm. Thằng bé xem ra cũng biết thâm cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó. Thân mẫu hải ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng hãy thấy, thấy bà nội đồi bồng là nó khóc còn bà ngoại đưa tay bồng thì nó không khóc khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao mẹ ruột hải ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc nên chẳng muốn hải ba tiếp tục bị ép ăn mặn thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi xin phép mẹ chồng để đem hải ba và cháu ngoại về đông bắc nuôi đến nay nhìn thấy thằng bé lanh lẹ khả ái ngày một lớn khỏe cả nhà ai cũng mừng Giải thích Trong kinh địa tạng Phẩm thứ sáu Phật dạy Về sao nơi cõi ta bà này Nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái ngồi trong bảy ngày Sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh địa tạng Và niệm danh hiệu của Bồ Tát địa tạng đủ một ngàn biến Thì đứa trẻ mới sinh ra đó Được thoát khỏi tội đời trước nó từng gây ra Và sẽ được an ổn, vui vẻ, dễ nuôi và sống lâu còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa. Ăn thịt, chướng ngại, thiện chung. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa Thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng, mà chiêu cảm nên. Bà kể, mình hồi nhỏ nhát gan, ngay có con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà, có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không? Bà kinh ngạc sửng người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt, nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là, ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà, những con cua biển đó, nhưng vì thực khách đòi ăn, nó mới bị bếp sư hấp chết. Ngài lại bảo: "Những món này, cho dù là khi mua bà thấy nó đã chết, hay dù mua từ ngăn đông lạnh, hoặc được người làm xong cho bà ăn chín, nếu nói một cách nghiêm nhặt, đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì, nếu như người ăn bằng giảm thiểu thì hành vi giết chóc cũng ít đi nói cho rốt ráo thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu liền khai thị tiếp có người sát sinh rất nhiều thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó thì bệnh lại phát ra nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng ngày ngày đều uống trong thời gian ngắn vẫn không sao nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu thậm chí đến rượu bia cũng không uống được hễ uống là say đây chính là do mỗi cá nhân tửu lượng không đồng nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt ưa tạo nghiệp sát sinh ưa ăn thịt động vật thì sớm muộn gì quả báo cũng đến vì tham ăn ngon muốn khoái khẩu mà người ta mặc tình tàn sát động vật và thèm ăn mỹ dị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm móng oán hận hòa tai nên nói bệnh tùng khẩu nhập là như vậy hòa thượng lại hỏi bà nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không ừ, dạ có bà lộ vẻ rất kinh hãi Hai mắt nhìn hòa thượng trơn trối. Bà cất đó ở đâu? Hình như ở trên sân thượng ạ. À? Khi bà về, mau lấy ra rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nước không dùng, cần bảo tồn, xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người. Đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính. Hòa thượng nói tha thiết: "Tôi đã nhắc bà hai điều, nếu như biết lỗi sám hối, bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh thì nên dứt hẳn thịt cá, ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật là tham dục chẳng đoạn, tội lỗi không đoạn, danh hiệu Phật nhà tâm khó thể tương ưng. Dù niệm hơn trăm năm" cũng khó về cực lạc. Tại Hồng Kông và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Tổ sư Đạt Ma, Tế Công, tùy tiện bỏ ngoài ven lộ. Làm thế là không cung kính. Xin hãy cẩn thận tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai, liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp, đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát, chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiền căn tạo phúc đức nhân duyên sâu, mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đề nhất bảo tàng trong dân thế, nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất, vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc. Đọc, Đọc nhiều, nhiều kinh Phật, tăng, tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo, bà bị bệnh tim ba bốn năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt, lúc xấu sau đó nhờ người giới thiệu kể là Sư phụ giảng giải Phật lý rất hay Nếu tin theo không ăn thịt sát sanh Hàng ngày niệm Phật và làm thiện Thì có thể khiến cho tim khỏe lại Thế là bà vội quy y Phật môn Nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành Sư phụ mỉm cười hỏi bà Đạo hữu không có ăn chay à? Thưa con ăn chay Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua, nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn, và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi. Ôi sư phụ! Cá, tôm, cua, bà cũng thích là thịt sao? còn vẫn nghĩ là mình đã ăn chay đó. Sư phụ nói, Cá, tôm, cua, Nếu không phải thịt, Thì bà cho là gì? Là rau cải à? Đệ tử Phật giữ giới, Không ăn mặn, Và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn, Bao gồm các loài động vật có mạng sống, Có máu thịt, mà cá tôm cua là động vật chúng vẫn có mạng sống bà phải dứt ăn mặn ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được dạ vâng thưa sư phụ từ giờ con sẽ bắt đầu lại con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá tôm cua bà hồ nói sư phụ lại khai thị đệ tử phật không những tự mình giữ giới xác dứt hẳn ăn thịt không uống rượu không hút thuốc cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy bởi vì luôn bán rượu thuốc thịt cho người dùng ăn là phạm tội giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút thì lỗi cũng đồng vậy do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau, không những tự mình ăn chay mà nhất quyết sẽ chẳng suối người đi ăn đồ mặn nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được, bèn góp lời. Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không? Bà ngẩn người một chút, rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng, phát biểu. Ôi chào, thật thư thái lắm ạ. À. Đã rất lâu rồi tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người kinh thờ Phật, ăn chay, không dữ, chỉ để trị lành bệnh mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ Tâm kinh, kinh Địa Tạng, Pháp Bảo đàn và kinh Lương Hoàng Xám, vân vân. Còn có kinh Lăng Nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngủ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó, các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ. Thân phù cầu siêu độ Có vị bác sĩ họ hoàng, đột nhiên mắc bệnh rất lạ, thấy trời vừa tối là hai mắt của ông đứng trồng, không nói năng, không ngủ ghê gì, mà còn tay đắm chân đá. Như trời vừa sáng, thì ông trở lại bình thường. Nghe nói, từ hồi phát bệnh đến giờ, đã có sáu bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi. Sau đó, vợ bác sĩ Hoàng được Lý Giáo Sư nhiệt tâm giới thiệu, nên bà định đến cầu Hòa Thượng xem bệnh dùm cho. Bà Hoàng kể, chồng bình, ngay cả khí công cũng không tin, vì vậy e là ông không thể đến để cho Hòa Thượng xem cho. Ông xã bà luôn cho rằng, tất cả đều là mê tín. Sau đó khi về nhà, bà Hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng tử. Nào dè, bác bác sĩ hoàng sáng lên cuốn quyết hỏi bà nói hòa thượng đó tên gì khi nghe nói đến mấy từ hòa thượng diệu pháp thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi nặng nặc đòi liên lạc với giáo sư lý cho bằng được còn ngõ ý muốn bái hòa thượng làm thầy mấy ngày sau tôi cùng giáo sư lý vợ chồng bác sĩ hoàng lên xe đến ngũ đại sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước, nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ, hỏi bác sĩ Hoàng. Phụ thân của ông còn hay mất? Bà Hoàng, đáp thay cho chồng. Dạ, mất đã gần hai năm. Sư phụ nói. Ông có hai người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất. Lúc này, do trời đã tối, nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng trồng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay. Dạ sư phụ, ngài nói rất đúng, hai người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành, từ nhỏ, ba chồng con thương anh ấy nhất. Hòa thượng giải thích. Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ cổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình nên từng báo mộng cho y nhưng y không tin vì vậy để thoát ly khổ ải ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách Dựa xác con để ép đó đến cửa phật cầu cứu giúp các vị xem hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không lúc này mọi người quay sang nhìn bác sĩ hoàng thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường sư phụ lại nói tiếp đợi một chút trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái phật hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện địa tạng phương đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc đột nhiên bác sĩ hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng để mặt kiên quyết, nài nỉ. Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con. Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng, mỉm cười bảo. Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật vôn. Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích, đệ tử tại gia là thế nào rồi, thì bà mới thở phào Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cung vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái Phật. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đại khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ, bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay, Bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương bình, mặt ông tươi lên, hớn hở, bảo. Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha. Vì bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo. Mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn như hiện nay thai nhi ưa nghe kinh địa tạng trần nữ sĩ là láng giềng của tôi vừa rồi tâm sự con gái tôi có thai hơn bảy tháng gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn tôi bảo bà suy theo pháp lý phật thì đứa con trong bụng là nhiệt duyên tìm tới đòi nợ hành hạ đây cũng có thể là cho nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay, thai phụ nên ngưng ăn thịt, tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn. Bà bảo cháu, hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh địa tạng thử xem. Chỉ cần cung kính nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt. Tôi còn nói thêm. Nếu như thai phụ kiên tâm trì tụng bảy hộ kinh địa tạng hồi hướng cho cháu, thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con. Còn nếu như tụng kinh địa tạng rồi mà không có hiệu quả, thì tôi sẽ để con gái của bà ăn thịt lại. Tiếp đến, tôi đưa bà cuốn kinh địa tạng để đem về cho con gái tụng. Hôm sau, Trần Nữ Sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói, Dạ, đêm qua, tôi về nhà đem lời tiên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh địa tạng. Tụng xong thì thấy thai nhi để yên không đánh đấm nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần nữ sĩ lại tán tháng nói. Phật Pháp thật quá linh nghiệm. Giá như con gái tôi được mách bảo sớm một chút. Ngày thường biết tụng kinh, thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Không bao lâu, con gái Trần Nữ Sĩ sinh ra một bé trai khả ái. Lúc sinh nở, hầu như không bị đau đớn. Suốt một tháng ở cử, mỗi ngày, cháu đều tụng một bộ kinh địa tạng. Trước đây, sản phụ ưa ăn mặn, nhưng kỳ quái là bây giờ, hãy nghe đến thịt là rất ghét. Trần Nữ Sĩ hỏi tôi, nguyên nhân vì sao? Tôi bảo, Nghe mùi thịt rất không ưa, đó là nhờ công đức tụng kinh nên thân tâm được tịnh quá. Khiến vật tính vốn có tự hiện lộ, không còn muốn tiếp thọ thức ăn máu thịt của chúng sinh. Con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả, thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước. Bình tùng khẩu nhập Nếu muốn không bị bệnh, trong tâm phải thanh tình. Chúng sanh đều có tình, quý mạng phải hồ, phải hồ sinh. sinh lý nữ sĩ từ đài loan sang thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp mẹ chồng con thân không có bệnh gì chỉ là mỗi khi ra đường chưa được trăm mét thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện đài loan và mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh xin sư phụ khai thị mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không? Dạ đúng, thưa sư phụ. Ngài làm sao mà biết được? Mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được. Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật, dần dần bệnh sẽ lành. Nữ sĩ nói, vì sao lại không thể ăn giò heo? Sư phụ giải thích Nhân thế nào Quả thế ấy Người ưa ăn ngư nhãn Tức là con ngươi của cá Thì hay bị bệnh mắt Người khoái nhai cổ gà Thì xương cổ của họ Sẽ có vấn đề Người mê ăn lòng heo Sẽ đau bao tử Đừng có ngu si một bề Tin theo thuyết Ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại. Chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi. Thai Di nghe kinh Giải oán hường Chàng trai mạnh vĩ và cô gái trung hồng là đôi tình dân có đồng tín ngưỡng Phật. Sau khi kết hôn, cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh trì giới tu hành. Là gia đình Phật hóa gương mẫu, họ sống rất hạnh phúc, khiến các bạn đồng tu phải hâm mộ ước ao. Bạn gái trung hồng là Lan, sắp xỉ tuổi nàng, đã kết hôn trước. Trong thời kỳ mang thai, cũng nhờ Lan chí thành tụng kinh địa tạng, kinh phổ môn, khuyên ngăn gia đình không nên sát sinh, giết vật cho nàng tẩm bổ. Nhờ vậy mà vợ chồng Lan cứ nối tiếp sinh ra những đứa con cưng xinh đẹp, đáng yêu. Những đứa bé nhờ ba mẹ tụng kinh mà sinh ra, thường có chung một đặc điểm là rất thông minh, xinh xắn, linh hoạt, hay cười và ít khóc, chẳng làm rộn ba mẹ. Khi trung học mang thai, vì thương con hai vợ chồng bắt đầu tụng kinh địa tạng, hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé thiền căng sâu dày, xinh đẹp, ưng ý. Trong thời kỳ có mang, cái thai trong bụng chung Hồng thường phản ứng mạnh bạo. Bé hành mẹ rất dữ, khiến nàng hay buồn nôn, bực bội, bị xương phù, xương thần kinh tọa bị đau, ăn không ngon, đêm chẳng ngủ an. Tóm lại, nàng nếm mùi đau khổ nhiều hơn những thai phụ khác. Chỉ có điều khiến cho cả nhà thấy an ủi. Là buổi tối trước khi lâm bồn, sau khi khám thai lần chót, thấy tim thai, tất cả đều bình thường. Bác sĩ dự tính ngày sinh sẽ đúng vào mùng một Tết. Đây là ngày khiến toàn gia càng hoan hỷ. Đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy vui vẻ đoàn tụ, tiếng pháo nổ tròn tan, đứa bé trong bụng trung hồng cũng khua chân, múa tai đánh đấm lung tung. Mẹ chồng Trung Hồng nói. Đứa bé này cậu bộ rất nôn nóng muốn ra chơi pháo đây. Câu nói đùa của bà khiến ai nấy cười xòa. Nhưng thế sự vô thường. Tới ngày sinh mới biết đứa bé do bị cuốn rốn quấn quanh cổ mà chết. Chết ngay trong đêm giao thừa, chết sau lần cử động mạnh cuối cùng. Trong khi tất cả mọi người đều hân hoan nô nức ngóng trong, chờ đợi bé ra đời tên dữ này đúng là sấm nổ giữa trời quang không những khiến vợ chồng Chung hồng bất ngờ và đau khổ tột độ mà cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc và thắc mắc không sao hiểu nổi sáng hôm đó khi trung hồng nhập viện chờ sinh và nhận được hung tin thai đã chết đêm qua tôi cũng sốc đến quên bén luôn đó là mùng một năm mới khi nhìn cảnh một người cha trẻ tuổi đứng chờ trước phòng sinh nhưng chàng biết mình vĩnh viễn không còn được nghe tiếng khóc chào đời của con thơ một người mẹ trẻ đợi lâm buồn nhưng cô biết rõ mình không còn dịp để sờ vào thân thể nóng ấm đầy sức sống của con nữa lúc đó quả thực tôi nghĩ không ra lời lẽ nào trong dân quả để mà an ủi họ trước tình cảnh này tôi nghĩ gì cũng không thông tại sao trời cứ khăng khăng bắt hai vị phật tử chí thành phải mang lấy họa lớn mất con. Điều này không những khiến cho cha mẹ hai bên mất đi lòng tin Phật, mà thân quyến họ còn được thể hung hăng một mực chỉ trích mạnh vĩ và trung hồng. Quá mê tín Phật giáo, có khả năng hai vợ chồng họ sẽ thối thức đạo tâm. Do vậy, dù đang ở trước sản phòng, tôi vẫn gọi điện kể cho Hòa Thượng Diệu Pháp nghe hết mọi sự. Thật là ngoài sức tưởng tượng, Sư phụ nghe xong, không nói nửa câu thương tiếc hay chia buồn. Lần thay, lệnh thay. Ngài còn sai tôi, đi tìm mạnh vĩ hỏi ngay là, có phải hồi xưa ông nội anh hành nghề đồ tể, và giết rất nhiều heo, sư phụ còn giải thích cho tôi nghe. Thái Nhi lần này, chính thực là quan gia, quán cừu, quyết lòng tới đòi nợ họ. Mà lại nói, vì vậy mà kể từ lúc thần thức vừa nhập thai, ngày nào nó cũng hành hạ hà sản phụ khiến cả nhà không được phút giây an ổn thế nhưng nhờ hai vợ chồng mạnh dĩ chung hồng thành tâm sớm tối niệm phật tụng kinh nên thai nhi dần dần tiếp thọ phật pháp huống nữa cha mẹ đã vì thai nhi mà tụng kinh địa tạng mà kinh này chuyên giúp tiêu trừ nghiệp chướng tiền khiên Giờ vậy mà trong suốt gần mười tháng nghe kinh thai nhi đã thực sự được lợi ích do nghiệp chứng tiêu trừ và lòng nó cũng tiêu luôn niềm oán thù sân hận đối với ông nội mạnh dĩ tiêu tan hẳn ý niệm muốn tìm con cháu hiện tại của ông mà báo thù hiện tại dông hồn thai nhi đã siêu thăng lên thiên giới tu hành rồi nó chẳng còn quay lại thế gian để tìm kẻ thù báo oán làm chi nữa tôi liền hỏi sư phụ vậy thì vì sao thai nhi lúc sắp sinh mới chết có hai lý do một mẹ con duyên phận chưa tận hai thai nhi ưa nghe kinh thính pháp vì vậy mà nó một mực kiên trì đến phút cuối mới chịu lìa xa nói ngược lại nếu như vợ chồng họ không tin phật chẳng chí thành niệm Phật tụng kinh, thì đứa bé này nhất định sẽ chẳng thể chết đi. Nó sẽ sinh ra thuận lợi. Nhưng mà toàn gia bọn họ sẽ tùy theo tuổi tác trưởng thành của đứa bé mà phiền não ngày càng tăng. Cuối cùng, dòng họ mạnh sẽ lâm vào cảnh gia và phá nhân vong sẽ bị quỷ diệt hoàn toàn trong tay đứa bé này. Bởi vậy, khi thầy nhi chết ai nhìn vào cũng tưởng là bất hạnh toàn gia ôm khổ đau thống thiết nhưng thực sự các vị đang được hưởng phúc tiêu tai họa đó đây chính là điều đáng chúc mừng tôi nghe sư phụ giảng giải xong tinh thần phấn chấn hẳn lên mây đen nghi ngờ tiêu tan tôi lập tức đến chỗ mạnh vĩ đang chìm đắm trong niềm bi thống xác minh ngay mọi điều. Sư phụ vừa kêu tôi hỏi, té ra tất cả đều đúng y như vậy. Mạnh vĩ nhìn nhận ông nội chàng thuở sinh tiền, chuyên sống bằng nghề đồ tể giết heo. Trước lúc chết, ông còn phát bệnh rất kỳ quái. Không những ra lệnh, kêu người phải treo ông lên, không ngừng dùng chùy đánh vào ông. Ông nói có làm như vậy thì ông mới thấy thoải mái. Ông chết rất thống khổ, không những ọc máu tươi, mà ánh mắt cực kỳ hung dữ. Xưa nay Mạnh Vĩ không bao giờ nhắc đến việc tổ phụ Lâm Trung thê thảm cho người ngoài nghe. Rồi Mạnh Vĩ kể chuyện về ông Hùng, một người bạn của ông nội chàng, làm nghề đồ tể mổ bò, mỗi ngày giết mấy con. Ông Hùng nhờ nghề này mà giàu có. Một hôm, ông Hùng đi chơi về. Vừa vào nhà nằm nghỉ thì bỗng than tức ngực, khó thở. Lát sau, vợ ông vào thăm, thấy ông nằm bất động trên giường, lây không tỉnh, gọi không đáp. Bèn mời bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến, thì thấy ông Hùng rống lên đau đớn, âm thanh, giống như tiếng bò bị đập đầu. Tiếp theo, toàn thân co giật ghê rợn, rồi học máu chết. Ông chết cả buổi rồi, máu tươi vẫn còn ứa ra từ miệng nhìn cảnh này ai cũng thất kinh con cháu ông hùng nghe lời phụ thân chàng khuyên bèn dẹp lò mổ không theo nghề sát sinh nữa mạnh vị kể chàng đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc của những người làm nghề giết mổ gia súc và thấy rằng đa số họ dù chết trẻ hay chết già đều chết rất thảm và trước khi chết miệng luôn ọc máu tươi đây cũng là nguyên nhân khiến cho chàng nhất tâm học phật tất cả chú bác và các cô của mạnh vĩ đều bị bệnh tật triền biên cha chàng bị đau xương sống xương sụn đều nhức nhối bác chàng thì bị bán thân bất toại nằm liền trên giường mười năm nay đến đời mạnh vĩ anh của chàng chưa đầy bốn mươi thì bị bệnh thần kinh suốt ngày luôn nghi ngờ người ta nói xấu sau lưng bình anh không thể làm việc được. Còn Mạnh Vĩ và chị gái lúc nào cũng bị đau cuộc sống. Chị chàng còn phải mổ, nhưng trị không lành được. Hòa Thượng Diệu Pháp còn nói, nếu như chẳng phải nhờ Mạnh Vĩ chuyên ăn chay, học Phật, tu tập, thì chàng cũng khó thể kết hôn, bởi do gia đình nghiệp sát quá sâu nặng, số phận đã định là con cháu phải bình hoàng, luận bại. Bài Pháp Ngữ Hòa Thượng Diệu Pháp vừa ban bố giống như trận mưa xuất hiện kịp thời. Dưới tắt ngấm ngọn lửa tà đang thiêu đốt, nung nấu tâm can mọi người, giải trừ hết mọi nghi hoặc đang có trong lòng họ. Nhất là vợ chồng mạnh vĩ, trung hồng, họ đã chuyển buồn thành vui. Hai vợ chồng bây giờ học Phật, tập tu, càng thêm dũng mãnh tinh tiến. Tôi tin, họ chí thành như thế, chư Phật Bồ Tát cũng sẽ gia trì cho họ sớm sinh quý tử. Báo ứng không ngờ. Năm năm trước, Hạ Tiên Sinh hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún, được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ, Cún đã hết sức ương bướng, sau khi cho đi học, không những nó ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học. Cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé, Cún quậy tưng, làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ tiên sinh một lòng tin Phật, Biết đây là nghiệp báo oan gia đến đồi nợ. Cô muốn giờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, Giúp anh Bình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp Hòa Thượng, diệu Pháp cầu cứu. Cũng hy vọng anh Bình thấy ngài trí huệ, Mà phát tâm tin Phật. Hòa Thượng chăm chú nhìn ông Hạ, Và hỏi, Ngày xưa, anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á. Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy, anh khoảng chừng hai mươi tuổi. Hà Tiên Sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói. À, hồi đó con làm ruộng, tại dùng hát Long giang, do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài, không được ăn miếng thịt nào, nên lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh đó, tụi nó thì bắt và giết chết con chó phần của con á chỉ phụ tá thôi giúp á lột da mổ bụng làm thịt giùm thôi hà anh có ăn một chén thịt nữa mà dạ đương nhiên là vậy rồi con đã phụ mà không lẽ không ăn cho đỡ thèm anh đã lột da lại còn mổ bụng xẻ thịt chó làm vậy cũng đồng như giết nó đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hạ đầy bất bình, tức tối nói. Ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó, mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao là nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó. Sư phụ giải thích chuyện đến nay đã hơn hai mươi năm có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ phàm những kẻ tham dự việc bắt chó giết ăn sớm muộn gì đều phải trả báo hết còn như ai trả báo trước ai bị báo sau chuyện này không nhất định bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau nên thời gian trả báo cũng có sớm muộn chẳng đồng người có phúc báo lớn một chút thì đời này đời sau cũng chưa thọ báo đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa phúc hết thì họ mới trả báo điều này vốn không nhất định mà hòa thượng thở dài cố sức nhắc nhở ông hạ ôi ta biết anh không tin những gì ta nói hôm nay anh đến đây cũng là cùng phật có duyên ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe còn số mệnh anh số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh tất cả đều có thể chuyển đổi được ngừng một chút hòa thượng tha thiết nói nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó hàng ngày chịu khó tụng kinh phổ môn quan thế âm bồ tát hồi hướng công đức cho con chó đó đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con thì con anh sẽ thay đổi tốt đó anh nếu càng chân thành thì con của anh thay đổi càng nhanh nói ngược lại nếu như anh không thể làm theo lời ta đợi đến lúc con anh mười bảy tuổi nhà anh sẽ phát sinh việc lớn và sau đó anh có thể tạo họa xa vào lao ngục ngàn vạn lần chớ nên khinh thường hạ tiên sinh nghe xong không nói gì mặt sù xuống hiện lộ vẻ không tin anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của hòa thượng thời gian qua như tên bay chớp mắt con trai ông hạ đã mười bảy tuổi trong quá khứ suốt mấy năm ở trường học hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học ông hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con nhưng ông vô phương dạy dỗ thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo một mực kình chống cha vì nó mà vợ chồng ông hạ thường xuyên cãi đẩy thậm chí đánh nhau ầm ĩ năm năm sau gia đình ông giống như chiến trường không có ngày nào được an. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gỗ dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cuốn bây giờ, cao một mét tám, huyết khí bừng bừng. Vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng là nó chạy tới giữ chân cha lại. Vật ông té nhào, nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngớt đi họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng, ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó, còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. Năm năm trước nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy, thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cún. Nhân chuyện này, tôi thắc mắc hỏi. Bạch Hòa Thượng, xin Ngài hãy giải thích vì sao mang thân chó? Con người được tôn là loài chí linh trong dạng vật. Biết may đồ mặt, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hành không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt làm kiếp thú mỹ nữ và thổ phỉ có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại tìm đến cầu kiến hòa thượng diệu pháp cô ta tự giới thiệu về mình thưa ngài con là luật sư vừa rồi con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ triệu nàng dung nhan mỹ lệ đoan trang nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp Lý Tiên Sinh, tức là chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa. vì thấy chồng nàng, nhan diện rất hiền lương, phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ, như cô ta tả. Sau khi chúng con kể cho ông nghe, cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ dùm. Ông nói, ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà, tinh thần vợ ông bị hoảng loạn, và phát sinh ra ảo giác nếu như mà ly hôn ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc sau đó ông thuộc lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì thú thật là sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng toàn thế lực sư đoàn chúng con đều chấn động kinh ngạc không dứt chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ. Rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà, bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là, không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép, đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ Mỹ Lệ đó, vì sao mà có số mệnh lông đông trớ trêu như vậy? nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắng tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý Thiên Sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã, suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác ngày càng một tăng, mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn du nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung, thì ông Lý cầu hôn cô Triệu, nào ngờ, nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi, ông Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng chù biết cũng đành bấm bụng chiều vậy, để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm rồng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong, thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triều bị bố dượng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triều qua Canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai nên đồng ý cho họ được như nguyện. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba con trai của họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuột rồi thì phát hiện nó bị giết chết bỏ thay ngoài đồng đội cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động thống khổ đến tận cùng nhất là cô triệu đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi tinh thần khó hồi phục nhưng hòa vô đơn chí. Năm sau, toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại, nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng, đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống, sáu tên thủ phỉ hùng hổ, xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kính mồm điện và trói lại sau đó chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe lột sạch tiền bạc và trang sức của họ điều khiến người ta phẫn nộ nhất là bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng từ đó trở đi tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp nàng luôn hoảng loạn thường phát sinh ảo giác cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác chuyên bạo hành, cưỡng hiếp đánh đập cô nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Để luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng. Bạch sư phụ, cô triều kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được, một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy khó mà không oán trách trời già bất công lúc này hòa thượng thở dài nói à, cô gái đó kiếp trước là nam nhân gia cảnh bần cùng cha mẹ mất sớm từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cướp đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ đánh người cướp nhà bắt phụ nữ hiếp dâm không ác nào mà không làm có một lần hắn đi cướp trong thôn nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ hắn liền bắt trói chồng nàng cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng liên tục mấy năm sau hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn đành cắn răng chịu nhục mà sống đến đời này thụ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ triệu người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục nay đã chuyện thế đầu thai tìm kẻ thù báo oán đến như con cô triệu bị giết hàng hóa bị cướp cô bị các tên lưu manh làm nhục luân phiên hãm hiếp tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô vì vậy mới có câu muốn biết nhân đời trước nhìn quả thọ đời này muốn biết quả đời sau nhìn nhân gieo đời này bởi vì lưới trời tuy lồng lộng nhưng một sợi lông cũng khó thoát. Cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong kinh Phật thường nói, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời những điều đã tạo ra không hề mất điều này khuyên rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận các điều ác chớ làm xuyên làm các điều lành nghe hòa thượng nhiều pháp nói không ai là chẳng tin phục mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai lúc này có người thắc mắc hỏi sư phụ cô triệu đời trước á làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dễ đầy. Đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? Mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng, chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn ghế. Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc chứng kiến cảnh này hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé mình cũng từng khốn khổ như thế do vậy mà thông cảm xót thương hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn đóng gông bỏ tù tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn đưa cho thiếu niên một số tiền lớn dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ vĩ dập đầu tạ ân cảm kích đến rơi lệ phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa bảo đáp ân cứu mạng thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô triệu vì lý do này mà bất kể cô triệu gặp hoạn nạn như thế nào thậm chí có yêu cầu ly hôn anh lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người sư phụ nói tiếp người ta bình thường không biết phật pháp không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình nên cứ mê lầm tạo tội cảnh phát theo tâm nếu như cô triệu có thể tiếp nhận phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời có thể giải quyết tận gốc đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh nếu như cô triệu có thể đến chùa học phật pháp thọ giữ ngũ giới hành thập thiện hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại xuyên hành trì như vậy bền bỉ thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ vì sau mệnh giận có thể chuyển tốt nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ một người đều thở ra nhẹ nhõm tin rằng cô triều đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân bà Trương là tổng giám đốc một đại xí si nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công dân. Sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức, ấm êm, hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường, thì họ lại bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói. Trong lòng cha mẹ, nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi, thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm, Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành xa suốt. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè, có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ ngày nọ bà trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa thằng cường liền nổi quạo không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha khiến cho ông bị thương mắt phải bà trương giận quá cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm lúc đó tôi gặp bà trương thấy mặt mày bà tiều tụy mắt đỏ hoe buồn rầu than Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc, bà tiếp, nó mê chơi game đến nỗi bỏ học, tính đến nay đã hơn nửa năm rồi. Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm Thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp nhưng mà tất cả đều vô dụng Trời ơi <laughs> Nhìn bà Trương đau khổ tuyệt vọng Tôi rất cảm thông Liền an ủi giải thích Phải ôm lấy thống khổ Chịu não phiền nung nấu như hôm nay Tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra Nguyên bà Trương và chồng Đời trước cùng là vợ chồng Nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi Bà Trương thuở đó Mang thân nam là một ông địa chủ nổi danh. Tuy giàu, nhưng thuộc loài giàu mà bất nhân. Ông tự thị mình giàu, nên rất khinh người. Lúc đó, trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi. Cha mẹ nó, do thiếu nợ họ, vô phương đền trả, nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bọc trừ nợ. Hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé nên đã dùng nó để trút giận. Họ thường đánh đập, mắng chửi, đối xử với nó rất tệ. Ngày nọ, thằng bé vô ý, làm vỡ cái bình hoa quý, khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ. Họ đánh nó một trận, rồi trói tay trói chân nó lại, đem bỏ ngoài đồng. Mai là có một người hảo tâm đi ngang, kịp cứu thằng bé, khi nó còn thôi thớp thở. Nhờ vậy, mà nó bảo tồn được mạng sống. Từ đó, Thằng bé đã ôm hận oán Nó thề Sau này có cơ hội Nhất định sẽ báo thù Đòi lại nợ máu Đời này nhân viên tụ hội Thằng bé thời quá khứ Từng bị khinh khi lăng nhục thậm tệ Nay đã đầu thai Và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ trương Nó đến Là để đòi nợ Một ngày không xa trong tương lai Đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi Bà Trương bật khóc thống thiết Chồng bà ngồi bên Vội an ủi Đừng khóc Đừng khóc nữa bà nó ơi Hèn gì Mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi Thì bắt đầu học hành xa xúc Chỉ mê chơi game trên mạng Còn phát tệ Đánh cha mắng mẹ à, Té ra Do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác Bất nhân với nó Thế thì bây giờ, chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay, hai vị phải ăn chay Trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thổ xưa và quỳ tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho cường. Như vậy, may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay. Ba tháng sau, Bà Trương gọi điện tới Xúc động nói Vô cùng cảm tạ Ngài Phật Pháp thật quá thần kỳ Sau khi chúng tôi ăn chay Sám hối tụng kinh Hồi hướng cho cái thằng Cường rồi Thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại Hơn nữa cư xử với chúng tôi Ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều Có hôm nó còn tự động vào bếp Nấu cho chúng tôi ăn nữa đúng là quá giải quán kết quan gia chứ có hành theo phật pháp mới là tốt và hiệu quả nhất giải thích thêm những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác đa số thường than thật khó mà dạy dỗ con cái vì đời trước đa số chúng là kẻ bị hại đời này đến làm con để báo oán là phụ mẫu cần tin sâu nhân quả Không nên nhắm mắt Đánh đập con cái Mà phải sám hối những điều đã làm Đã tạo trong đời trước Thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình Phải vì con ăn chay Tụng kinh hồi hướng Cầu Phật lực nhiếp thọ Hóa giải Biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái Thành thiện duyên Tiếp theo Còn phải giáo dục con cái Hiếu dưỡng cha mẹ hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên, cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ, phải đoàn ác tu thiện, thân cận Phật Pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế, mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì, dù bị nghịch tử đến ở kề bên nhưng nếu có phúc duyên khéo thân cận phật pháp thì nghịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc nhờ vào sự học phật tu trì khiến đôi bên cùng được lợi toàn gia đồng hưởng pháp lạc biến phiền não thành bồ đề riêng những người làm con nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ thì phải hiểu là đồng nguyên nhân tương tự. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng, hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại, hay con thích, thì cha mẹ không đồng ý, chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán, cứ thế. Diễn tiến này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay, họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang đại lục, lên ngũ đại sơn bái Phật, thỉnh cầu hòa thượng diệu pháp, giải nghi cho họ, nghe họ kể lễ. Sư phụ mỉm cười, dịu dàng, hỏi hai đứa con trai. Hai con tính tinh nghịch, có ư chọc phá tổ kiến không vậy? Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói <laughs> <laughs> dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến. Nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay. Có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống, sư phụ nói. Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên còn phá hoại làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân an nghỉ vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên tìm nhà không ra đây chỉ mới là sơ báo nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, hòa thường của Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm. Vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nếu các con sớm sám hối tạo phúc siêng năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Thai phụ, tùng kinh địa tạng. Bốn năm trước tôi quen một cô gái tên Hải Ba là sinh viên, tính điềm đạm xinh đẹp, rất thông minh. Cô Nguyên Khoán ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tinh Phật. Đầu năm nay, Hải Ba có thai được bảy tháng. Cô kể tôi nghe, đứa con trong bụng cứ trồi đạp tứ tung, làm cô đau đớn, và hỏi tôi có cách gì giúp cô không? Tôi bảo cô nên tụng mỗi ngày một bộ kinh địa tạng, như thế liên tục suốt bảy ngày vừa có thể giúp tiêu trường nghiệp chướng đời trước, vừa giúp bình ổn nhân duyên quan nghiệp tiền kiếp giữa hai mẹ con. Ngoài ra, làm như vậy, lúc sinh nở sẽ dễ dàng, không bị thống khổ, mà đứa con sinh ra cũng được an lạc, dễ nuôi. Cho dù có lúc phát bệnh, thì cũng sẽ mau lành bệnh. Nếu như bây giờ, cô có thể bắt đầu ăn chay, thì càng tốt hơn nữa. Hải ba lại hỏi tôi trứng gà có ăn được không tôi nói trên thị trường hiện nay chuyện nuôi gà đẻ trứng nếu là trứng không trống thì cô có thể ăn hai tháng sau hải ba gọi điện cảm ơn tôi khoe là cô mới từ sản viện về nhà tất cả đều thuận lợi cô còn vui vẻ báo tin lúc tôi đề nghị cô tụng bảy bộ kinh địa tạng trong lòng cô đã thầm phát nguyện tụng bốn mươi chín bộ thật may nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ thì cô nhập viện. Hôm sau đi sinh con. Lúc sinh, bác sĩ kêu cô ráng sức. Lúc đó, cô muốn điểm danh hiệu quan thế âm Bồ Tát. Nhưng, cô mới vừa nghĩ vậy, thì đã nghe bác sĩ nói. Thấy đầu hài di rồi. Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mẫm mỉm, khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện 4 ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để cho bác sĩ mổ lấy con nhưng ai cũng hiểu sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể lại vừa hao tài thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi mười ngày sau hải ba gọi điện tới kể là hôm xuất viện về nhà đứa bé không hề khóc dù một chút nhưng ba ngày sau thì lại khóc hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay bú sữa cũng khóc, gì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi, cô có ăn thức gì khác hay không? Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chay không ăn thịt, nên rất tức giận, bà khăn khăn bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể. Vì vậy, cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui. Rồi cô than, mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bảo, cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh địa tạng, thì nó đã tiêu nghiệp, lại tăng thêm huệ căng, cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn. Nếu như cô không có ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc. Hãy ba nói, mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà, vậy phải ứng phó ra sao đây? Tôi nói. Để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, cô có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày đều phải vì gà cá đó trì chú giảng sinh, hồi hướng công đức cho nó, làm giảm đi tâm quán hận, vì bị tàn hại giết ăn. Hải ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải ba nghĩ thầm. Thằng bé xem ra cũng biết thâm cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó. Thân mẫu hải ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng khi thấy bà nội đồi bồng là nó khóc còn bà ngoại đưa tay bồng, thì nó không khóc, khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ, khả ái, ngày một lớn khỏe, cả nhà, ai cũng mừng. Giải thích trong kinh địa tạng phẩm thứ sáu phật dạy về sau nơi cõi ta bà này nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái ngồi trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh địa tạng và niệm danh hiệu của bồ tát địa tạng đủ một ngàn biến thì đứa trẻ mới sinh ra đó được thoát khỏi tội đời trước nó từng gây ra và sẽ được an ổn vui vẻ dễ nuôi và sống lâu còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa. Ăn thịt, chướng ngại, thiện chung. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng, mà chiêu cảm nên. Bà kể, mình hồi nhỏ nhát gan, ngay có con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà, có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không? Bà kinh ngạc sững người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt, nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là, ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng nhiều Pháp bảo bà, những con cua biển đó, Nhân vì thực khách đòi ăn, Nó mới bị bếp sư hấp chết. Ngài lại bảo, Những món này, Cho dù là khi mua, Bà thấy nó đã chết, Hay dù mua từ ngăn đông lạnh, Hoặc được người làm xong cho bà ăn chín. Nếu nói một cách nghiêm nhặt, Đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì, Nếu như người ăn bằng giảm thiểu, thì hành vi giết chóc cũng ít đi nói cho rốt ráo thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu liền khai thị tiếp có người sát sinh rất nhiều thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó thì bệnh lại phát ra nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng ngày ngày đều uống trong thời gian ngắn vẫn không sao nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu, thậm chí đến rượu bia cũng không uống được. Hệ uống là sai, đây chính là do mỗi cá nhân tự lượng không đồng. Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu, mà người ta mặc tình tàn sát động vật và thèm ăn mỹ vị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm móng oán hận hòa tai nên nói bệnh tùng khẩu nhập là như vậy hòa thượng lại hỏi bà nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không dạ có bà lộ vẻ rất kinh hãi Hai mắt nhìn hòa thượng trơn trối. Bà cất đó ở đâu? Hình như ở trên sân thượng ạ. Khi bà về, mau lấy ra rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nước không dùng, cần bảo tồn, xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người. Đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính. Hòa thượng nói tha thiết. Tôi đã nhắc bà hai điều. Nếu như biết lỗi sám hối, Bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh, Thì nên dứt hẳn thịt cá, Ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật, Là tham dục chẳng đoạn, Tội lỗi không đoạn. Danh hiệu Phật, Nhà tâm khó thể tương ưng. Dù niệm hơn trăm năm, cũng khó về cực lạc. Tại Hồng Kông và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Tổ sư Đạt Ma, Tế Công tùy tiện bỏ ngoài ven lộ, làm thế là không cung kính. Xin hãy cẩn thận tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp, đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát, chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiền căn tạo phúc đức nhân duyên sâu, mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong dân thế, nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất, vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc. Đọc, Đọc nhiều, nhiều kinh Phật, Phật, tăng, tăng trí, trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo, bà bị bệnh tim ba bốn năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt, lúc xấu, sau đó nhờ người giới thiệu kể là Sư phụ giảng giải Phật lý rất hay Nếu tin theo không ăn thịt sát sanh Hàng ngày niệm Phật và làm thiện Thì có thể khiến cho tim khỏe lại Thế là bà vội quy y Phật môn Nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành Sư phụ mỉm cười hỏi bà Đạo hữu không có ăn chay à? Thưa con ăn chay tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua, nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm ít ăn và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi. Ôi sư phụ, cá tôm cua Bà cũng thích là thịt sao con vẫn nghĩ là mình đã ăn chay đó sư phụ nói cá tôm cua nếu không phải thịt thì bà cho là gì là rau cải à đệ tử phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành hè tỏi bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống có máu thịt mà cá tôm cua là động vật chúng vẫn có mạng sống bà phải dứt ăn mặn ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được dạ vâng thưa sư phụ từ giờ con sẽ bắt đầu lại con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá tôm cua bà hồ nói sư phụ lại khai thị đệ tử phật không những tự mình giữ giới xác dứt hẳn ăn thịt không uống rượu không hút thuốc cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy bởi vì luôn bán rượu thuốc thịt cho người dùng ăn là phạm tội giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút thì lỗi không đồng dậy Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau, không những tự mình ăn chay mà nhất quyết sẽ chẳng suối người đi ăn đồ mặn nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được, bèn góp lời. Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không? Bà ngẩn người một chút, rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng, phát biểu. Ôi chào, thật thư thái lắm ạ. À. Đã rất lâu rồi, tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người tin thờ Phật, ăn chay không dững, chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ, tâm kinh, kinh địa tạng, pháp bảo đàn, và kinh lương hoàng xám, vân vân Còn có kinh lăng nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngủ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó, các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ. Thân phù cầu siêu độ Có vị bác sĩ họ hoàng, đột nhiên mắc bệnh rất lạ, Thấy trời vừa tối là hai mắt của ông đứng trồng, không nói năng, không ngủ ghê gì, mà còn tay đắm chân đá. Như trời vừa sáng, thì ông trở lại bình thường. Nghe nói, từ hồi phát bệnh đến giờ, đã có sáu bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi sau đó vợ bác sĩ hoàng được lý giáo sư nhiệt tâm giới thiệu nên bà định đến cầu hòa thượng xem bệnh giùm cho bà hoàng kể chồng mình ngay cả khiết công cũng không tin vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín sau đó khi về nhà bà hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng tử nào dè bác bác sĩ hoàng sáng lên cuốn quyết hỏi bà nói hòa thượng đó tên gì khi nghe nói đến mấy từ hòa thượng diệu pháp thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi nằng nặc đòi liên lạc với giáo sư lý cho bằng được còn ngỏ ý muốn bái hòa thượng làm thầy mấy ngày sau tôi cùng giáo sư lý vợ chồng bác sĩ hoàng lên xe đến ngũ đài sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước, nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ hỏi bác sĩ Hoàng. Phụ thân của ông còn hay mất? Bà Hoàng đáp thay cho chồng. Dạ, mất đã gần hai năm. Sư phụ nói. Ông có hai người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất. Lúc này, do trời đã tối, nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng trồng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay. Dạ sư phụ, ngài nói rất đúng, hai người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành. Từ nhỏ, ba chồng con thương anh ấy nhất. Hòa thượng giải thích. Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ cổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình nên từng báo mộng cho y nhưng y không tin vì vậy để thoát ly khổ ải ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách Dựa xác con để ép đó đến cửa phật cầu cứu giúp các vị xem hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không lúc này mọi người quay sang nhìn bác sĩ hoàng thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường. Sư phụ lại nói tiếp. Đợi một chút. Trước tiên, các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái Phật. Hôm sau, sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện địa tạng phương. Đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư Tăng, phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc. Đột nhiên bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng vẻ mặt kiên quyết, nài nỉ. Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con. Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng, mỉm cười bảo. Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật vôn. Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích, đệ tử tại gia là thế nào rồi, thì bà mới thở phào nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cúng vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái Phật. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đại khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ, bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay, bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương bình, mặt ông tươi lên, hướng hở, bảo. Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha. Vì bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo. Mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn như hiện nay thai nhi ưa ừ, nghe kinh địa tạng trần nữ sĩ là láng giềng của tôi vừa rồi tâm sự con gái tôi có thai hơn 7 tháng gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn tôi bảo bà suy theo pháp lý phật thì đứa con trong bụng là nhiệt duyên tìm tới đòi nợ hành hạ đây cũng có thể là do nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay, thai phụ nên ngưng ăn thịt, tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn. Bà bảo cháu, hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh địa tạng thử xem. Chỉ cần cung kính nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt. Tôi còn nói thêm. Nếu như thai phụ kiên tâm trì tụng bảy hộ kinh địa tạng hồi hướng cho cháu, thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con. Còn nếu như tụng kinh địa tạng rồi mà không có hiệu quả, thì tôi sẽ để con gái của bà ăn thịt lại. Tiếp đến, tôi đưa bà cuốn kinh địa tạng để đem về cho con gái tụng. Hôm sau, Trần Nữ Sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói, Dạ, đêm qua, tôi về nhà đem lời tiên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh địa tạng. Tụng xong thì thấy thai nhi để yên không đánh đánh nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần nữ sĩ lại tán thán nói. Phật Pháp thật quá linh nghiệm. Giá như con gái tôi được mách bảo sớm một chút. Ngày thường biết tụng kinh, thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Không bao lâu, con gái trần nữ sĩ sinh ra một bé trai khả ái lúc sinh nở hầu như không bị đau đớn suốt một tháng ở cử mỗi ngày cháu đều tụng một bộ kinh địa tạng trước đây sản phụ ưa ăn mặn nhưng kỳ quái là bây giờ hãy nghe đến thịt là rất ghét trần nữ sĩ hỏi tôi nguyên nhân vì sao tôi bảo nghe mùi thịt rất không ưa đó là nhờ công đức tụng kinh nên thân tâm được định quá. Khiến Phật tính vốn có tự hiện lộ, không còn muốn tiếp thọ thức ăn máu thịt của chúng sinh. Con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả, thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước. Bình tùng khẩu nhập Nếu muốn không bị bệnh Trong tâm phải thanh tình Chúng sanh đều có tình Quý mạng phải hồ, phải hồ sinh. sinh lý nữ sĩ từ đài loan sang thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp mẹ chồng con thân không có bệnh gì chỉ là mỗi khi ra đường chưa được trăm mét thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện đài loan và mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh xin sư phụ khai thị mẹ ngươi sức ưa ăn giò heo hầm phải không? Dạ đúng thưa sư phụ, ngài làm sao mà biết được mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được. Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm phật, dần dần bệnh sẽ lành. Nữ sĩ nói, vì sao lại không thể ăn giò heo? Sư phụ giải thích Nhân thế nào Quả thế ấy Người ưa ăn ngư nhãn Tức là con ngươi của cá Thì hay bị bệnh mắt Người khoái nhai cổ gà Thì xương cổ của họ Sẽ có vấn đề Người mê ăn lòng heo Sẽ đau bao tử Đừng có ngu si một bề tin theo thuyết Ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại. Chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi. Thai Nhi nghe kinh Giải oán hường Chàng trai mạnh vĩ và cô gái trung hồng là đôi tình dân có đồng tín ngưỡng Phật. Sau khi kết hôn, cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh trì giới tu hành. Là gia đình Phật hóa gương mẫu, họ sống rất hạnh phúc, khiến các bạn đồng tu phải hâm mộ ước ao. Bạn gái trung hồng là Lan, sắp xỉ tuổi nàng, đã kết hôn trước. Trong thời kỳ mang thai, cũng nhờ Lan chí thành tụng kinh địa tạng, kinh phổ môn, khuyên ngăn gia đình không nên sát sinh, giết vật cho nàng tẩm bổ. Nhờ vậy mà vợ chồng Lan cứ nối tiếp sinh ra những đứa con cưng xinh đẹp, đáng yêu. Những đứa bé nhờ ba mẹ tụng kinh mà sinh ra thường có chung một đặc điểm là rất thông minh, xinh xắn, linh hoạt, hay cười và ít khóc, chẳng làm rộn ba mẹ. Khi trung học mang thai, vì thương con hai vợ chồng bắt đầu tùng kinh địa tạng, hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé thiền căn sâu dày, xinh đẹp, ưng ý. Trong thời kỳ có mang, cái thai trong bụng chung hồng thường phản ứng mạnh bạo. bé hành mẹ rất dữ, khiến nàng hay buồn nôn, bực bội, bị xương phù, xương thần kinh tọa bị đau, ăn không ngon, đêm chẳng ngủ an. Tóm lại, nàng nếm mùi đau khổ nhiều hơn những thai phụ khác. Chỉ có điều khiến cho cả nhà thấy an ủi. Là buổi tối trước khi lâm bồn, sau khi khám thai lần chót, thấy tim thai, tất cả đều bình thường. Bác sĩ dự tính ngày sinh sẽ đúng vào mùng một Tết. Đây là ngày khiến toàn gia càng hoan hỷ. Đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy vui vẻ đoàn tụ, tiếng pháo nổ tròn tan, đứa bé trong bụng chung hồng cũng khua chân múa tai đánh đấm lung tung. Mẹ chồng Trung Hồng nói. Đứa bé này cậu bộ rất nôn nóng muốn ra chơi pháo đây. Câu nói đùa của bà khiến ai nấy cười xòa. Nhưng thế sự vô thường. Tới ngày sinh mới biết đứa bé do bị cuốn rốn quấn quanh cổ mà chết. Chết ngay trong đêm giao thừa, chết sau lần cử động mạnh cuối cùng. Trong khi tất cả mọi người đều hân hoan nô nức ngóng trong chờ đợi bé ra đời tên dữ này đúng là sấm nổ giữa trời quang không những khiến vợ chồng trung hồng bất ngờ và đau khổ tột độ mà cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc và thắc mắc không sao hiểu nổi sáng hôm đó khi trung hồng nhập viện chờ sinh và nhận được hung tin thai đã chết đêm qua tôi cũng sốc đến quên bén luôn đó là mùng một năm mới khi nhìn cảnh một người cha trẻ tuổi đứng chờ trước phòng sinh nhưng chàng biết, mình vĩnh viễn không còn được nghe tiếng khóc chào đời của con thơ, một người mẹ trẻ đợi lâm buồn, nhưng cô biết rõ, mình không còn dịp để sờ vào thân thể nóng ấm, đầy sức sống của con nữa. Lúc đó, quả thực, tôi nghĩ không ra lời lẽ nào trong dân quả, để mà an ủi họ. Trước tình cảnh này, tôi nghĩ gì cũng không thông. Tại sao trời cứ khăng khăng bắt hai vị Phật tử chí thành phải mang lấy họa lớn mất con. Điều này không những khiến cho cha mẹ hai bên mất đi lòng tin Phật, mà thân quyến họ còn được thể hung hăng, một mực chỉ trích mạnh vĩ và trung hồng. Quá mê tín Phật giáo, có khả năng hai vợ chồng họ sẽ thối thức đạo tâm. Do vậy, dù đang ở trước sản phòng, tôi vẫn gọi điện kể cho Hòa Thượng Diệu Pháp nghe hết mọi sự. Thật là ngoài sức tưởng tượng, Sư phụ nghe xong, không nói nửa câu thương tiếc hay chia buồn. Lần thay, lần thay. Ngài còn sai tôi, đi tìm Mạnh Vĩ hỏi ngay là, có phải hồi xưa ông nội anh hành nghề đồ tể, và giết rất nhiều heo, sư phụ còn giải thích cho tôi nghe. Thái Nhi lần này, chính thực là quan gia, quán cừu, quyết lòng tới đòi nợ họ. Mà lại nói, vì vậy mà kể từ lúc thần thức vừa nhập thai, ngày nào nó cũng hành hạ sản phụ khiến cả nhà không được phút giây an ổn thế nhưng nhờ hai vợ chồng mạnh dĩ chung hồng thành tâm sớm tối niệm phật tụng kinh nên thai nhi dần dần tiếp thọ phật pháp huống nữa cha mẹ đã vì thai nhi mà tụng kinh địa tạng mà kinh này chuyên giúp tiêu trừ nghiệp chướng tiền khiên vừa vậy mà trong suốt gần 10 tháng nghe kinh, thai nhi đã thực sự được lợi ích. Do nghiệp chứng tiêu trừ và lòng nó cũng tiêu luôn niềm oán thù sân hận đối với ông nội mạnh dĩ. Tiêu tan hẳn ý niệm muốn tìm con cháu hiện tại của ông mà báo thù. Hiện tại dông hồn thai nhi đã siêu thăng lên thiên giới tu hành rồi. Nó chẳng còn quay lại thế gian để tìm kẻ thù báo oán làm chi nữa tôi liền hỏi sư phụ vậy thì vì sao thai nhi lúc sắp sinh mới chết có hai lý do một mẹ con duyên phận chưa tận hai thai nhi ưa nghe kinh thính pháp vì vậy mà nó một mực kiên trì đến phút cuối mới chịu lìa xa nói ngược lại nếu như vợ chồng họ không tin phật chẳng chí thành niệm phật tụng kinh thì đứa bé này nhất định sẽ chẳng thể chết đi nó sẽ sinh ra thuận lợi nhưng mà toàn gia bọn họ sẽ tùy theo tuổi tác trưởng thành của đứa bé mà phiền não ngày càng tăng cuối cùng dòng họ mạnh sẽ lâm vào cảnh gia phá nhân vong sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong tay đứa bé này bởi vậy khi thầy nhi chết ai nhìn vào cũng tưởng là bất hạnh toàn gia ôm cổ đau thống thiết nhưng thực sự các vị đang được hưởng phúc tiêu tai họa đó đây chính là điều đáng chúc mừng tôi nghe sư phụ giảng giải xong tinh thần phấn chấn hẳn lên may đen nghi ngờ tiêu tan tôi lập tức đến chỗ mạnh vĩ đang chìm đắm trong niềm bi thống xác minh ngay mọi điều. Sư phụ vừa kêu tôi hỏi, Thế ra tất cả đều đúng y như vậy. Mạnh vĩ nhìn giận ông nội chàng thuở sinh tiền, chuyên sống bằng nghề đồ tể giết heo. Trước lúc chết, ông còn phát bệnh rất kỳ quái. Không những ra lệnh, kêu người phải treo ông lên, không ngừng dùng chùy đánh vào ông. Ông nói có làm như vậy, thì ông mới thấy thoải mái. Ông chết rất thống khổ, không những ọc máu tươi, mà ánh mắt cực kỳ hung dữ. Xưa nay Mạnh Vĩ không bao giờ nhắc đến việc tổ phụ Lâm Trung thê thảm cho người ngoài nghe. Rồi Mạnh Vĩ kể chuyện về ông Hùng, một người bạn của ông nội chàng, làm nghề đồ tể mổ bò, mỗi ngày giết mấy con. Ông Hùng nhờ nghề này mà giàu có. Một hôm, ông Hùng đi chơi về. Vừa vào nhà nằm nghỉ thì bỗng than tức ngực, khó thở. Lát sau, vợ ông vào thăm, thấy ông nằm bất động trên giường, lây không tỉnh, gọi không đáp, bèn mời bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến, thì thấy ông Hùng rống lên đau đớn, âm thanh giống như tiếng bò bị đập đầu. Tiếp theo, toàn thân co giật ghê rợn, rồi học máu chết. Ông chết cả buổi rồi, máu tươi vẫn còn ứa ra từ miệng. Nhìn cảnh này, ai cũng thất kinh. Con cháu ông Hùng nghe lời phụ thân chàng khuyên. Bèn dẹp lò mổ, không theo nghề sát sinh nữa. Mạnh vị kể, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc của những người làm nghề giết mổ gia súc, và thấy rằng, đa số họ, dù chết trẻ hay chết già, đều chết rất thảm, và trước khi chết, miệng luôn ọc máu tươi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chàng nhất tâm học Phật. Tất cả chú bác và các cô của Mạnh Vĩ đều bị bệnh tật triền biên. Cha chàng bị đau, xương sống, xương sụn, đều nhức nhối. Bác chàng thì bị bán thân bất toại, nằm liệt trên giường mười năm nay. Đến đời Mạnh Vĩ, anh của chàng chưa đầy bốn mươi thì bị bệnh thần kinh, suốt ngày luôn nghi ngờ người ta nói xấu sau lưng mình anh không thể làm việc được. Còn Mạnh Vĩ và chị gái lúc nào cũng bị đau cuộc sống. Chị chàng còn phải mổ, nhưng trị không lành được. Hòa Thượng Diệu Pháp còn nói, nếu như chẳng phải nhờ Mạnh Vĩ chuyên ăn chay, học Phật, tu tập, thì chàng cũng khó thể kết hôn, bởi do gia đình nghiệp sát quá sâu nặng, số phận đã định là con cháu phải bình hoàng, lụn bại. Bài Pháp Ngữ hòa thường diệu pháp vừa ban bố giống như trận mưa xuất hiện kịp thời dưới tắt ngấm ngọn lửa tà đang thiêu đốt nung nấu tâm can mọi người giải trừ hết mọi nghi hoặc đang có trong lòng họ nhất là vợ chồng mạnh vĩ trung hồng họ đã chuyển buồn thành vui hai vợ chồng bây giờ học phật tập tu càng thêm dũng mãnh tinh tiến tôi tin họ chí thành như thế chư phật bồ tát cũng sẽ gia trì cho họ sớm sinh quý tử báo ứng không ngờ năm năm trước hạ tiên sinh hơn 40 tuổi con trai ông là cún được 12 tuổi ngay từ nhỏ cún đã hết sức ương bướng sau khi cho đi học không những nó ham chơi chẳng chịu học hành ưa đánh nhau lại thường xuyên trốn học cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cún quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái hạ tiên sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đồi nợ. Cô muốn giờ Phật Pháp giáo dục thằng bé, giúp anh bình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp hòa thượng, diệu Pháp cầu cứu. Cũng hy vọng anh Bình thấy ngài trí huệ mà phát tâm tin Phật. Hòa thượng chăm chú nhìn ông Hạ, và hỏi. Ngày xưa, anh có giết qua con chó nào không? Dạ không, xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á. Vậy sao? Con chó đó lông vàng, trên lưng có đốm đen. Lúc ấy, anh khoảng chừng hai mươi tuổi. Hà tiên sinh nhớ lại chuyện thuở xưa, và nói. À, hồi đó con làm ruộng, tại dùng hát Long Giang do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài không được ăn miếng thịt nào nên lén trộm con chó vàng của làng bên cạnh á tụi nó thì bắt và giết chết con chó phần của con á chỉ phụ tá thôi giúp á lột da mổ bụng làm thịt giùm thôi à anh có ăn một chén thịt nữa mà dạ đương nhiên là vậy rồi con đã phụ mà không lẽ không ăn cho đỡ thèm anh đã lột da lại còn mổ bụng xẻ thịt chó làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hà đầy bất bình, tức tối nói. Ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó, mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao là nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó, sư phụ giải thích chuyện đến nay đã hơn hai mươi năm có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ phàm những kẻ tham dự việc bắt chó giết ăn sớm muộn gì đều phải trả báo hết còn như ai trả báo trước ai bị báo sau chuyện này không nhất định bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau nên thời gian trả báo cũng có sớm muộn chẳng đồng người có phúc báo lớn một chút thì đời này đời sau cũng chưa thọ báo đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa phúc hết thì họ mới trả báo điều này vốn không nhất định mà hòa thường thở dài cố sức nhắc nhở ông hạ ôi ta biết anh không tin những gì ta nói hôm nay anh đến đây cũng là cùng phật có duyên ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe còn số mệnh anh số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh tất cả đều có thể chuyển đổi được ngừng một chút hòa thượng tha thiết nói nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó hàng ngày chịu khó tụng kinh phổ môn quan thế âm bồ tát hồi hướng công đức cho con chó đó đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con thì con anh sẽ thay đổi tốt đó anh nếu càng chân thành thì con của anh thay đổi càng nhanh nói ngược lại nếu như anh không thể làm theo lời ta đợi đến lúc con anh mười bảy tuổi nhà anh sẽ phát sinh việc lớn và sau đó anh có thể tạo họa xa vào lao ngục ngàn vạn lần chớ nên khinh thường hạ tiên sinh nghe xong không nói gì mặt sù xuống hiện lộ vẻ không tin anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của hòa thượng thời gian qua như tên bay chớp mắt con trai ông hạ đã 17 tuổi trong quá khứ suốt mấy năm ở trường học hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học. Ông Hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con. Nhưng ông vô phương dạy dỗ, thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo, một mực kình chống cha. Vì nó mà vợ chồng ông Hạ thường xuyên cãi đẩy, thậm chí đánh nhau ầm ĩ. Năm năm sau, gia đình ông giống như chiến trường, không có ngày nào được an mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gỗ, dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cuốn bây giờ, cao một mét tám, huyết khí bừng bừng. Vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng là nó chạy tới giữ chân cha lại, vật ông té nhào. Nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngớt đi, họ mới kêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng, ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó, còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. Năm năm trước nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy, thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thằng cún. Nhân chuyện này, tôi thắc mắc hỏi. Bạch Hòa Thượng, xin ngài hay giải thích, vì sao mang thân chó? con người được tôn là loài chí linh trong dạng vật biết may đồ mặt biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình nếu làm người mà nhân cách phẩm hạnh không xứng với vị trí con người cứ hành động phi pháp trái đạo luôn mưu hại kẻ khác đánh mất nhân phẩm thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt làm kiếp thú Mỹ, mỹ nữ, nữ và thổ phỉ Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại Tìm đến cầu kiến hòa thượng Diệu Pháp Cô ta tự giới thiệu về mình Thưa ngài, con là luật sư Vừa rồi, con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ Của một thiếu phụ họ triệu Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang Nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là, chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp lý tiên sinh, tức là chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa. Chỉ thấy chồng nàng, nhan diện rất hiền lương phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ, như cô ta tả. Sau khi chúng con kể cho ông nghe, cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ dùm. Ông nói, ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà, tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác nếu như mà ly hôn ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc sau đó ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì thú thật là sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng toàn thế lực sư đoàn chúng con đều chấn động kinh ngạc không dứt chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ. Rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà, bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là, không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép, đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ Mỹ Lệ đó, vì sao mà có số mệnh lông đông trớ trêu như vậy? nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý Thiên Sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác ngày càng một tăng, mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn du nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung, thì ông Lý cầu hôn cô Triệu, nào ngờ, nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi, ông Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng chủ biết cũng đành bấm bụng chiều vậy, để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm rồng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong, thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc. Nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triều bị bố dượng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triều qua Canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai nên đồng ý cho họ được như quyền. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc, thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai của họ mới 8 tuổi, thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuột rồi, thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng đội. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục nhưng hòa vô đơn chí năm sau toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc một buổi tối năm thứ ba lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì trước cổng đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại từ trên xe nhảy xuống sáu tên thủ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm chúng không nói năng gì bắt hai vợ chồng dán kính mồm điện và trói lại. Sau đó, chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là, bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Để luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng. Bạch sư phụ, cô triều ký trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được, một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy khó mà không oán trách trời già bất công lúc này hòa thượng thở dài nói à, cô gái đó kiếp trước là nam nhân gia cảnh bần cùng cha mẹ mất sớm từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cướp đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ đánh người cướp nhà bắt phụ nữ hiếp dâm không ác nào mà không làm có một lần hắn đi cướp trong thôn nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ hắn liền bắt trói chồng nàng cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng liên tục mấy năm sau hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn đành cắn răng chịu nhục mà sống đến đời này thụ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ triệu người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục nay đã chuyện thế đầu thai tìm kẻ thù báo oán đến như con cô triệu bị giết hàng hóa bị cướp cô bị các tên lưu manh làm nhục luân phiên hãm hiếp tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô vì vậy mới có câu muốn biết nhân đời trước nhìn quả thọ đời này muốn biết quả đời sau nhìn nhân gieo đời này bởi vì lưới trời tuy lồng lộng Nhưng một sợi lông cũng khó thoát Cho dù hiện đời Kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt Thì cũng không trốn được luật nhân quả Phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo trong Kinh Phật thường nói, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn đời những điều đã tạo ra không hề mất điều này khuyên rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận các điều ác chớ làm xuyên làm các điều lành nghe hòa thượng diệu pháp nói không ai là chẳng tin phục mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai lúc này có người thắc mắc hỏi sư phụ cô triệu đời trước á làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dễ đầy. Đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? Mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng, chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn ghế. Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé, mình cũng từng khốn khổ như thế, do vậy mà thông cảm xót thương. Hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ, vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp, nói: "Nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn, đóng gông bỏ tù." tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn đưa cho thiếu niên một số tiền lớn dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ vĩ dập đầu tạ ân cảm kích đến rơi lệ phát thệ rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô triệu vì lý do này mà bất kể cô triệu gặp hoạn nạn như thế nào thậm chí có yêu cầu ly hôn anh lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người sư phụ nói tiếp người ta bình thường không biết phật pháp không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình nên cứ mê lầm tạo tội cảnh phát theo tâm nếu như cô triệu có thể tiếp nhận phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời có thể giải quyết tận gốc đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh nếu như cô triệu có thể đến chùa học phật pháp thọ giữ ngũ giới hành thập thiện hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại xuyên hành trì như vậy bền bỉ thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ vì sau mệnh giận có thể chuyển tốt nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ một người đều thở ra nhẹ nhõm tin rằng cô triều đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân Bà Trương là tổng giám đốc một đại xí si nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công dân. Sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức, ấm êm, hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường, thì họ lại bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói. Trong lòng cha mẹ nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi, thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm, Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành xa suốt. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè, có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ ngày nọ bà trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa thằng cường liền nổi quạo không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha khiến cho ông bị thương mắc phải bà trương giận quá cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm lúc đó tôi gặp bà trương thấy mặt mày bà tiều tụy mắt đỏ hoe buồn rầu than Rốt cuộc là nguyên nhân gì Đã khiến cho cái thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó Đem thức ngon đồ bổ đến cho Mà nó cũng không màng đón nhận Lại còn ra tay đánh cha nữa Ngừng một lúc Bà tiếp Nó mê chơi game đến nỗi Bỏ học Tính đến nay đã hơn nửa năm rồi Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp nhưng mà tất cả đều vô dụng trời ơi <laughs> nhìn bà trương đau khổ tuyệt vọng tôi rất cảm thông liền an ủi giải thích phải ôm lấy thống khổ chịu não phiền nung nấu như hôm nay tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra nguyên bà trương và chồng đời trước cùng là vợ chồng nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi bà Trương thuở Đó mang thân nam là một ông địa chủ nổi danh tuy giàu nhưng thuộc loài giàu mà bất nhân ông tự thị mình giàu nên rất khinh người lúc đó trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi cha mẹ nó do thiếu nợ họ vô phương đền trả nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bọc trừ nợ hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé nên đã dùng nó để trút giận họ thường đánh đập mắng chửi đối xử với nó rất tệ ngày nọ thằng bé vô ý làm vỡ cái bình hoa quý khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ họ đánh nó một trận rồi trói tay trói chân nó lại đem bỏ ngoài đồng mai là có một người hảo tâm đi ngang kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống từ đó thằng bé đã ôm hận oán nó thề sau này có cơ hội nhất định sẽ báo thù đòi lại nợ máu đời này nhân viên tụ hội thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi lăn nhục thậm tệ nay đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ trương nó đến là để đòi nợ một ngày không xa trong tương lai Đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi Bà Trương bật khóc thống thiết Chồng bà ngồi bên Vội an ủi Đừng khóc Đừng khóc nữa bà nó ơi Hèn gì Mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi Thì bắt đầu học hành xa xúc Chỉ mê chơi game trên mạng Còn phát tệ Đánh cha mắng mẹ à, Té ra do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác bất nhân với nó. Thế thì bây giờ, chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay, hai vị phải ăn chay Trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thổ xưa và quỳ tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho cường. Như vậy, may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng, và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay Ba tháng sau Bà Trương gọi điện tới Xúc động nói <laughs> Vô cùng cảm tạ ngài Phật Pháp thật quá thần kỳ Sau khi chúng tôi ăn chay Sám hối tụng kinh Hồi hướng cho cái thằng Cường rồi Thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại Hơn nữa cư xử với chúng tôi Ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều Có hôm nó còn tự động vào bếp Nấu cho chúng tôi ăn nữa Đúng là quá giải quán kết quan gia, chứ có hành theo Phật Pháp mới là tốt và hiệu quả nhất. Giải thích thêm Những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác. Đa số thường than, thật khó mà dạy dỗ con cái. Vì đời trước, đa số, chúng là kẻ bị hại, đời này đến làm con để báo oán. Là phụ mẫu cần tin sâu nhân quả, không nên nhắm mắt đánh đập con cái mà phải sám hối những điều đã làm, đã tạo trong đời trước, thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình. phải vì con ăn chay, tụng kinh hồi hướng, cầu phật lực nhiếp thọ hóa giải biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái thành thiện duyên. tiếp theo còn phải giáo dục con cái hiếu dưỡng cha mẹ hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên, cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ, phải đoàn ác tu thiện, thân cận Phật Pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế, mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì, dù bị dịch tử đến ở kề bên nhưng nếu có phúc duyên khéo thân cận phật pháp thì dịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc nhờ vào sự học phật tu trì khiến đôi bên cùng được lợi toàn gia đồng hưởng pháp lạc biến phiền não thành bồ đề riêng những người làm con nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ thì phải hiểu là đồng nguyên nhân tương tự. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại hay con thích, thì cha mẹ không đồng ý, chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng. Mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán, cứ thế. Diễn tiến này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang đại lục, lên ngũ đại sơn bái Phật, thỉnh cầu hòa thượng diệu pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai: "Hai con tính tinh nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến không vậy?" Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười, người mẹ nói: <laughs> <laughs> dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến. Nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay. Có cung điện cho kiến chúa, có danh trại quay nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống, sư phụ nói. Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai. Dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, hòa thường quở. Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nếu các con sớm sám hối tạo phúc siêng năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật. Như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng chú đại bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến như vậy có được không thầy? lệnh thay lệnh thay được rồi các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ tất cả chúng sinh đều có khả năng thành phật cho nên không được xem thường loài vật không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Thai phụ tùng kinh địa tạng. Bốn năm trước tôi quen một cô gái tên Hải Ba là sinh viên, tính điềm đạm xinh đẹp, rất thông minh. Cô nguyên khoáng ở Đông Bắc, sinh ra trong một gia đình rất tinh Phật. Đầu năm nay, Hải Ba có thai được bảy tháng. Cô kể tôi nghe, đứa con trong bụng cứ trồi đạp tứ tung, làm cô đau đớn, và hỏi tôi có cách gì giúp cô không? Tôi bảo cô nên tụng mỗi ngày một bộ kinh địa tạng, như thế liên tục suốt bảy ngày, vừa có thể giúp tiêu trường diệp chướng đời trước vừa giúp bình ổn nhân duyên quan nghiệp tiền kiếp giữa hai mẹ con ngoài ra làm như vậy lúc sinh đỡ sẽ dễ dàng không bị thống khổ mà đứa con sinh ra cũng được an lạc dễ nuôi cho dù có lúc phát bệnh thì cũng sẽ mau lành bệnh nếu như bây giờ cô có thể bắt đầu ăn chay, thì càng tốt hơn nữa hải ba lại hỏi tôi trứng gà có ăn được không tôi nói trên thị trường hiện nay chuyện nuôi gà đẻ trứng nếu là trứng không trống thì cô có thể ăn hai tháng sau hải ba gọi điện cảm ơn tôi khoe là cô mới từ sản viện về nhà tất cả đều thuận lợi cô còn vui vẻ báo tin lúc tôi đề nghị cô tụng bảy bộ kinh địa tạng trong lòng cô đã thầm phát nguyện tụng bốn mươi chín bộ thật may nghĩa là vừa tụng xong 49 bộ thì cô nhập viện. Hôm sau đi sinh con. Lúc sinh, bác sĩ kêu cô ráng sức. Lúc đó, cô muốn điểm danh hiệu quan thế âm Bồ Tát. Nhưng, cô mới vừa nghĩ vậy, thì đã nghe bác sĩ nói. Thấy đầu hài di rồi. Khi bác sĩ bảo là bé trai sinh ra rất mẫm mỉm, khỏe mạnh, cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện 4 ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để cho bác sĩ mổ lấy con nhưng ai cũng hiểu sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể lại vừa hao tài thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi mười ngày sau hải ba gọi điện tới kể là hôm xuất viện về nhà đứa bé không hề khóc dù một chút nhưng ba ngày sau thì lại khóc hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay bú sữa cũng khóc gì cũng không chịu bé còn phát sốt nữa chẳng biết là nguyên nhân gì tôi hỏi cô có ăn thức gì khác hay không cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên thấy cô ăn chay không ăn thịt nên rất tức giận bà khăng khăng bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể vì vậy cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui rồi cô than mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bảo, cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó 49 bộ kinh địa tạng, thì nó đã tiêu nghiệp, lại tăng thêm huệ căn cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn. Nếu như cô không có ăn thịt cá, chắc chắn bé sẽ không khóc. Hãy ba nói, mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà, vậy phải ứng phó ra sao đây? Tôi nói, Để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, Cô có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, Nhưng tuyệt đối không nên giết sống, Mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày, Đều phải vì gà cá đó, Trì chú giảng sinh, Hồi hướng công đức cho nó, Làm giảm đi tâm quán hận, Vì bị tàn hại giết ăn. Hải ba, bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải ba nghĩ thầm. Thằng bé xem ra cũng biết thâm cảm cho tình cảnh khó xử của mẹ nó. Thân mẫu hải ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành. Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng khi thấy bà nội đồi bồng là nó khóc còn bà ngoại đưa tay bồng, thì nó không khóc, khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ, khả ái, ngày một lớn khỏe, cả nhà, ai cũng mừng. Giải thích trong kinh địa tạng phẩm thứ sáu phật dạy về sau nơi cõi ta bà này nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái ngồi trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh địa tạng và niệm danh hiệu của bồ tát địa tạng đủ một ngàn biến thì đứa trẻ mới sinh ra đó được thoát khỏi tội đời trước nó từng gây ra và sẽ được an ổn vui vẻ dễ nuôi và sống lâu còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa. Ăn thịt, chướng ngại, thiện chung. Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa Thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng, mà chiêu cảm nên. Bà kể, mình hồi nhỏ nhát gan, ngay có con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà, có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không? Bà kinh ngạc sửng người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt, nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển. Còn giải thích là, ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà, những con cua biển đó, nhưng vì thực khách đòi ăn, nó mới bị bếp sư hấp chết. Ngài lại bảo: "Những món này, cho dù là khi mua bà thấy nó đã chết, hay dù mua từ ngăn đông lạnh, hoặc được người làm xong cho bà ăn chín, nếu nói một cách nghiêm nhặt, đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì, nếu như người ăn bằng giảm thiểu thì hành vi giết chóc cũng ít đi nói cho rốt ráo thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu liền khai thị tiếp có người sát sinh rất nhiều thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó thì bệnh lại phát ra nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng ngày ngày đều uống trong thời gian ngắn vẫn không sao nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu, thậm chí đến rượu bia cũng không uống được. Hệ uống là sai, đây chính là do mỗi cá nhân tự lượng không đồng. Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu, mà người ta mặc tình tàn sát động vật, và thèm ăn mỹ dị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm móng oán hận hòa tai nên nói bệnh tùng khẩu nhập là như vậy hòa thượng lại hỏi bà nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không ừ, dạ có bà lộ vẻ rất kinh hãi Hai mắt nhìn hòa thượng trơn trối. Bà cất đó ở đâu? Hình như ở trên sân thượng ạ. À? Khi bà về, mau lấy ra rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nước không dùng, cần bảo tồn, xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người. Đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính hòa thượng nói tha thiết tôi đã nhắc bà hai điều nếu như biết lỗi sám hối bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt nếu muốn thực sự khỏe mạnh thì nên dứt hẳn thịt cá ăn chay trường ăn thịt chúng sinh mà niệm phật là tham dục chẳng đoạn tội lỗi không đoạn danh hiệu phật nhà tâm khó thể tương ưng dù niệm hơn trăm năm cũng khó về cực lạc. Tại Hồng Kông và ngoại thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Tổ sư Đạt Ma, Tế Công, tùy tiện bỏ ngoài ven lộ. Làm thế là không cung kính. Xin hãy cẩn thận tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai, liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp, đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát, chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiền căn tạo phúc đức nhân duyên sâu, mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đề nhất bảo tàng trong dân thế, nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất, vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc. Đọc, Đọc nhiều, nhiều kinh Phật, tăng, tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo, bà bị bệnh tim ba bốn năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị, nhưng lúc tốt, lúc xấu, sau đó nhờ người giới thiệu kể là sư phụ giảng giải Phật lý rất hay, nếu tin theo không ăn thịt sát sanh, hàng ngày niệm Phật và làm thiện thì có thể khiến cho tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà. Đạo hữu không có ăn chay à? Thưa con ăn chay. Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua, nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn, và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi. Ôi sư phụ! Cá, tôm, cua, bà cũng thích là thịt sao? Cô vẫn nghĩ là mình đã ăn chay đó. Sư phụ nói, Cá, tôm, cua, Nếu không phải thịt, Thì bà cho là gì? Là rau cải à? Đệ tử Phật giữ giới, Không ăn mặn, Và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn, Bao gồm các loài động vật có mạng sống, Có máu thịt, mà cá tôm cua là động vật chúng vẫn có mạng sống bà phải dứt ăn mặn ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được dạ vâng thưa sư phụ từ giờ con sẽ bắt đầu lại con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá tôm cua bà hồ nói sư phụ lại khai thị đệ tử phật không những tự mình giữ giới xác dứt hẳn ăn thịt không uống rượu không hút thuốc cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy bởi vì luôn bán rượu thuốc thịt cho người dùng ăn là phạm tội giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút thì lỗi cũng đồng vậy do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ, từ nay về sau, không những tự mình ăn chay mà nhất quyết sẽ chẳng suối người đi ăn đồ mặn nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được, bèn góp lời. Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không? Bà ngẩn người một chút, rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng, phát biểu. Ôi chào, thật thư thái lắm ạ. À. Đã rất lâu rồi tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người kinh thờ Phật, ăn chay, không dữ, chỉ để trị lành bệnh mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ Tâm kinh, kinh Địa Tạng, Pháp bảo đàn và kinh Lương Hoàng Xám, vân vân. Còn có kinh Lăng Nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngủ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó, các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ. Thân phù cầu siêu độ Có vị bác sĩ họ hoàng, đột nhiên mắc bệnh rất lạ, thấy trời vừa tối là hai mắt của ông đứng trồng, không nói năng, không ngủ ghê gì, mà còn tay đắm chân đá. Như trời vừa sáng, thì ông trở lại bình thường. Nghe nói, từ hồi phát bệnh đến giờ, đã có sáu bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi. Sau đó, vợ bác sĩ Hoàng được Lý Giáo Sư nhiệt tâm giới thiệu, nên bà định đến cầu Hòa Thượng xem bệnh dùm cho. Bà Hoàng kể, chồng bình, ngay cả khí công cũng không tin, vì vậy e là ông không thể đến để cho Hòa Thượng xem cho. Ông xã bà luôn cho rằng, tất cả đều là mê tín. Sau đó khi về nhà, bà Hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng tử. Nào dè, Bác bác sĩ Hoàng sáng lên, cuốn quyết hỏi. Bà nói Hòa Thượng đó tên gì? Khi nghe nói đến mấy từ Hòa Thượng Diệu Pháp, thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi, nặng nặc đợi liên lạc với giáo sư Lý cho bằng được, còn ngõ ý muốn bái Hòa Thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng giáo sư Lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến ngũ đài sơn, để bái kiến Hòa Thượng cho kịp trước khi trời tối nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước, nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ, hỏi bác sĩ Hoàng. Phụ thân của ông còn hay mất? Bà Hoàng, đáp thay cho chồng. Dạ, mất đã gần hai năm. Sư phụ nói. Ông có hai người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất. Lúc này, do trời đã tối, nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng trồng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay. Dạ sư phụ, ngài nói rất đúng, hai người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành, từ nhỏ, ba chồng con thương anh ấy nhất. Hòa thượng giải thích. Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ cổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình nên từng báo mộng cho y nhưng y không tin vì vậy để thoát ly khổ ải ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách Dựa xác con để ép đó đến cửa phật cầu cứu giúp các vị xem hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không lúc này mọi người quay sang nhìn bác sĩ hoàng thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường sư phụ lại nói tiếp đợi một chút trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái phật hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện địa tạng phương đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc đột nhiên bác sĩ hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng để mặt kiên quyết, nài nỉ. Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con. Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng, mỉm cười bảo. Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật vôn. Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích, đệ tử tại gia là thế nào rồi, thì bà mới thở phào Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cung vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái Phật. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đại khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ, bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay, bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương bình, mặt ông tươi lên, hớn hở bảo. Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha. Vì bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo. Mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn như hiện nay thai nhi ưa nghe kinh địa tạng trần nữ sĩ là láng giềng của tôi vừa rồi tâm sự con gái tôi có thai hơn bảy tháng gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đấm chân đá khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn tôi bảo bà suy theo pháp lý phật thì đứa con trong bụng là nghiệp duyên tìm tới đòi nợ hành hạ đây cũng có thể là cho nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay, thai phụ nên ngưng ăn thịt, tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn. Bà bảo cháu, hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh địa tạng thử xem. Chỉ cần cung kính nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt. Tôi còn nói thêm. Nếu như thai phụ kiên tâm trì tụng bảy hộ kinh địa tạng hồi hướng cho cháu, thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con. Còn nếu như tụng kinh địa tạng rồi mà không có hiệu quả, thì tôi sẽ để con gái của bà ăn tịch lại. Tiếp đến, tôi đưa bà cuốn kinh địa tạng để đem về cho con gái tụng. Hôm sau, Trần Nữ Sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói, Dạ, đêm qua, tôi về nhà đem lời tiên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh địa tạng. Tụng xong thì thấy thai nhi để yên không đánh đấm nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần nữ sĩ lại tán tháng nói. Phật Pháp thật quá linh nghiệm. Giá như con gái tôi được mách bảo sớm một chút. Ngày thường biết tụng kinh, thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Không bao lâu, con gái trần nữ sĩ sinh ra một bé trai khả ái lúc sinh nở hầu như không bị đau đớn suốt một tháng ở cử mỗi ngày cháu đều tụng một bộ kinh địa tạng trước đây sản phụ ưa ăn mặn nhưng kỳ quái là bây giờ hãy nghe đến thịt là rất ghét trần nữ sĩ hỏi tôi nguyên nhân vì sao tôi bảo nghe mùi thịt rất không ưa đó là nhờ công đức tụng kinh nên thân tâm được định quá, khiến vật tính vốn có tự hiện lộ, không còn muốn tiếp thọ thức ăn máu thịt của chúng sinh. Con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả, thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước. Bình tùng khẩu nhập, nếu muốn không bị bệnh, trong tâm phải thanh tịnh. Chúng sanh đều có tình, quý mạng phải hồ, hồ sinh. sinh lý nữ sĩ từ đài loan sang thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp mẹ chồng con thân không có bệnh gì chỉ là mỗi khi ra đường chưa được trăm mét thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện đài loan và mỹ để chữa trị mà tìm không có ra bệnh xin sư phụ khai thị mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không? Dạ đúng, thưa sư phụ. Ngài làm sao mà biết được? Mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được. Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật, dần dần bệnh sẽ lành. Nữ sĩ nói, vì sao lại không thể ăn giò heo? Sư phụ giải thích. Nhân thế nào, quả thế ấy? Người ưa ăn ngư nhãn, tức là con ngươi của cá, thì hay bị bệnh mắt. Người khoái nhai cổ gà, thì xương cổ của họ sẽ có vấn đề. Người mê ăn lòng heo sẽ đau bao tử. Đừng có ngu si một bề tin theo thuyết, ăn cơ quan gì trên thân vật, là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại. Chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi. Thai Di nghe kinh Giải oán hường Chàng trai mạnh vĩ và cô gái trung hồng là đôi tình dân có đồng tín ngưỡng Phật. Sau khi kết hôn, cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh trì giới tu hành. Là gia đình Phật hóa gương mẫu, họ sống rất hạnh phúc, khiến các